chương 3381, cướp giật Thánh Châu. Dấu lớn bành tuyền phỉ cùng trầm tường chạm sau lưng bành cố toàn. Bành cố toàn chờ đợi bên trong người đi ra đồng thời, cả người ngưng xúc sức mạnh. Bởi vì bất luận làm sao, hắn ngày hôm nay đều muốn đem ngạo hồn Thánh Châu phải quay về trước. Hắn đem ngạo hồn Thánh Châu cống hiến đi ra, nhưng cũng bởi vậy gây nên người khác lòng tham. Cái kia bành khôn diệu vì được ngạo hồn Thánh Châu muốn đem hắn cùng con gái của nàng hại chết bành cố toàn vì việc này cảm thấy vô cùng tức giận cùng đau lòng hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi bọn họ đại bằng tộc bên trong một ít trưởng lão nói không chắc cũng có loại ý nghĩ này bành khôn diệu nên đã chạy về bên trong là hắn đệ đệ bành khôn sơn chờ một chút chúng ta phải chú ý quan sát bành khôn sơn sắc mặt bành tuyền phỉ cho trầm tường truyền âm mật thất này môn đột nhiên bị mở ra để bành khôn sơn cảm thấy phi thường nghi hoặc hắn từ bên trong đi ra sau. Liền nhìn thấy bành cố toàn đứng cửa, nhìn thấy bành cố toàn trở về. Bành khôn sơn lúc này sừng sốt, trợn mắt lên nói không ra lời. Hắn tự hồ biết một ít cái gì, bành khôn sơn phản ứng lại sau khi. Vội vã nhằm phía ngạo hồn thánh châu, thế nhưng bành cố toàn tốc độ phải nhanh hơn. Xong tới thời điểm, một trưởng đem bành khôn sơn đánh bay gặp trở ngại, hừ muốn giữ lấy ta ngạo hồn thánh châu sao bành cố toàn cả giận nói vừa nãy bành khôn sơn cử động cũng làm cho cái kia hai tên gác cổng ông lão cảm thấy vô cùng khác thường bành khôn sơn vừa nhìn thấy bành cố toàn trở về phản ứng đầu tiên lại là muốn đi cướp đoạt ngạo hồn thánh châu vừa nhìn liền biết hắn muốn đem chi chiếm vì bản thân có bành cố toàn đã đem ngạo hồn thánh chầu cầm trong tay, hắn căm tức bành khôn sơn, hô, hai huynh đệ các ngươi làm chuyện xấu xa. Ta đều biết, bành cố toàn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao muốn đánh ta? Bành khôn sơn thực lực không bằng bành cố toàn, hắn không nghĩ ra. Tại sao bành cố toàn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bành cố toàn trở về tin tức rất nhanh sẽ. Truyền ra, trong tộc ông lão biết sau khi, vội vã tới rồi, bọn họ đi tới nơi này. Nhìn thấy bành cố toàn đem ngạo hồn thánh châu cầm trong tay, liền biết sự tình không ổn, cố. Toàn, ngươi trở về. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một tên tròm dâu rất dài tóc bạc điểu mặt ông lão hỏi, hừ. Năm đó ta trúng rồi bành khôn diệu tiểu tử này âm mưu. Là hắn liên hợp mãng yêu tộc xuống tay với ta, hơn nữa hắn còn lại nhiều lần hại tuyền phỉ. Cũng may vị tiểu huynh đệ này thần thông quảng đại, bị ta từ mạng yêu tộc hang ổ xa cứu ra đồng thời giúp ta giải độc. Trước tuyền phỉ tuyên bố treo giải thưởng. Bây giờ chúng ta muốn đối tượng hứa hẹn. Vì lẽ đó ta muốn đem ngạo hồn thánh châu cho vị tiểu huynh đệ này, bành. Cố toàn nói, liền đem ngạo hồn thánh châu đưa cho trầm tường, trầm tường tiếp nhận sau khi. Vội vàng đem thu hồi đến, ngạo hồn thánh châu lại liền như thế cho người khác. Bành khôn sơn nội tâm chảo cuồng, giận dữ hết, bành khôn diệu, ngươi tên khốn kiếp vật quý giá như thế, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ngoài, này. Còn không phải là ngươi môn hai huynh đệ làm ra chuyện tốt sao? Các ngươi vì được ngạo hồn thánh châu, cố ý thiết trí như thế một cái kế hoạch. Bành cố toàn đem ngạo hồn thánh châu cho trầm tường thời điểm, không chút nào đau lòng, cố. Toàn, ngươi làm như vậy quá không đúng, ngươi nên thương lượng với chúng ta quá. Đại bằng tộc trưởng lạnh lùng nói sau đó cho bên người mấy cái ông lão hơi liếc mắt ra hiệu cái kia mấy cái ông lão dồn dập đem trầm tường vây quanh lên trầm tường trong tay có ngạo hồn thánh châu vậy cũng là bọn họ đại bằng tộc phi thường vật quý giá mặc dù là bành cố toàn nhưng bọn họ sử dụng nhiều năm như vậy từ lâu xem thành là chính mình đã như vậy các ngươi lúc trước tại sao muốn cho phép ta tuyên bố treo giải thưởng vậy cũng là được các ngươi đồng ý Lẽ nào các ngươi cũng cùng bành khôn diệu đồng thời kế hoạch chuyện này? Bành tuyền phỉ triệt để nổi giận. Đại bằng tộc tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão rất hiển nhiên muốn đổi ý, bọn họ không nói lời. Nào, tộc trưởng lạnh lùng nói, ta mặc kệ. Nói chung ngạo hồn thánh châu nhất định phải lưu lại. Bằng không các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này, tiểu. Tử, ngươi có thể mang tiền phỉ rời đi sao? Bành cố toàn trầm giọng hỏi, không thành vấn đề trầm tường tiếng nói vừa dứt liền để bành tuyền phỉ tiến vào u giao sơn trang bên trong sau đó một cái thuấn di đi tới nhà đá bên ngoài đồng thời sử dụng phản sức mạnh ẩn thân mấy lần liền đến đi ra bên ngoài ngay ở trầm tường vừa rời đi cái kia mật thất bành cố toàn liền bạo hống một tiếng một luồng cuồng bạo lôi hỏa lực lượng dâng trào mãnh liệt đi ra từ mặt đất phun trào nhằm phía trên không tại sâu trong lòng đất nhà đá bị bành cố toàn lập tức đánh xuyên qua bành cố toàn theo cái kia to lớn hố sâu bay ra thực lực của hắn vẫn là rất mạnh hắn lúc trước được ngạo hồn thánh châu thời điểm nhưng là lén lút sử dụng tới một quãng thời gian phụ thân đi tìm mẫu thân ta xem ra hắn dự định mang theo mẫu thân rời xa đại bằng tộc bành tuyền phỉ biết được tình huống bên ngoài sau khi cũng yên tâm rất nhiều cha nàng không có rơi vào tộc trưởng trong tay bọn họ là được trầm tường không biết tộc trưởng mấy người bọn hắn cùng bành khôn diệu có cái gì ước định nhưng vừa nãy biểu hiện của bọn họ có thể thấy được bọn họ đối ngạo hồn thánh châu sớm có dị tâm mà bành cố toàn trước bị bành khôn diệu hại qua sau gặp phải vừa nãy tình huống đó mới để hắn lập tức làm ra quyết định rời đi đại bằng tộc hiện tại có muốn hay không đi tìm cha mẹ ngươi trầm tường hỏi hắn còn tại đại bằng bên trong tòa thánh thành tạm thời đừng đi Bành Tuyền Phỉ chỉ là thở dài, nàng và mình cha mẹ đều có nhất định hiểu ngầm. Tuy rằng không có nói lời từ biệt, nhưng bọn họ nhưng sẽ không nói cái gì, Bành Cố toàn trước từng trải qua trầm tường thực lực. Biết trầm tường có thể bảo vệ tốt Bành Tuyền Phỉ, vì lẽ đó yên tâm để Bành Tuyền Phỉ theo trầm tường bọn họ nhất. Định không thể để cho Bành khôn rượu loại này ra hỏa sống sót. Trầm tường cau mày nói nói, Tuyền Phỉ, ngươi biết cái kia hàn băng mật thất ở nơi nào sao? có ở hay không đại bằng trong cung bành tuyền phỉ nghe thấy trầm tường hỏi như vậy liền biết trầm tường đang suy nghĩ gì ta biết ta vậy thì dẫn ngươi đi cũng không ở đại bằng trong cung bành tuyền phỉ vội vàng nói nói không chắc phụ thân ta cũng sẽ đi chỗ đó cái địa phương những kia chúng độc đại bằng có mấy cái đều là lão bối hơn nữa đều là không hiểu ra sao chúng độc nói không chắc đều là bành khôn diệu hại bành tuyền phỉ trải qua này liên tiếp sự tình sau khi cũng biến thành khôn khéo hơn nhiều lập tức liền có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện trầm tường tại bành tuyền phỉ dưới sự chỉ dẫn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia hàn băng mật thất hàn băng mật thất tại đại bằng thánh thành bên ngoài khoảng cách đại bằng cung còn có chút khoảng cách cái kia là đại bằng tộc sớm nhất nghỉ lại địa phương trầm tường lục đạo thần kính phi hành tại hồn yêu thánh lâm bên trong, đi tới đại bằng tộc cổ xưa nơi ở, hai ngày sau. Trầm tường cuối cùng cũng coi như đi tới, nơi này tương đối đặc biệt. Ở đây cây cối đều phi thường to lớn. Là trầm tường tại hồn yêu thánh lâm bên trong gặp to lớn nhất một nhóm thụ, mấy. Cái cây cối lúc trước đều bởi vì được đại bằng tầm bổ, vì lẽ đó trở nên vô cùng lớn lao. Bành tuyền phỉ nói nói, ở đây có một cái khe nớt hàn băng mật thất liền kiến tạo ở phía dưới, tại. Bành tuyền phỉ dưới sự chỉ dẫn, trầm tường tìm tới cái kia khe nứt chỉ có rộng bốn. Năm trượng, sâu không thấy đáy, chơi tiếp đen kịt một màu, để ta mang ngươi đi xuống đi. Bành tuyền phỉ lôi kéo trầm tường tay, sau đó nhào động cánh, hướng phía dưới hạ xuống đi. Nếu như không phải biết bay, trên dưới nhất định sẽ phi thường khó khăn. mươi 3382, Hàn băng mật thất dấu lớn bành tuyền phỉ giảm xuống sau gần nửa canh giờ rốt cục đến cùng phía dưới phi thường đen kịt trầm tường lấy ra một khối phát sáng thạch rọi sáng ngay ở phía trước bành tuyền phỉ mang theo trầm tường đi ở khe nứt nơi sâu xa đi rồi một đoạn đường sau bành tuyền phỉ đứng trên vách đá nhìn kỹ vách đá cau mày nói phụ thân không có đến ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến nhưng không liên quan chúng ta trước tiên đem bên trong đại bằng toàn bộ cứu ra đi bành tuyền phỉ dùng sức đẩy vách đá chỉ thấy vách đá chìm xuống sau khi xuất hiện một tấm cửa đá đem cửa đá mở ra một luồng hơi lạnh phả vào mặt để trầm tường một trận run cầm cập đi vào bành tuyền phỉ cầm phát sáng thạch đi ở phía trước cũng không biết là xảy ra chuyện gì trong này dĩ nhiên có lượng lớn băng hàn hơi lạnh trầm tường nếu như không phải dùng sức mạnh đi chống đỡ hàn khí nhất định sẽ bị đông cứng tổng cộng có 8 cái đại bằng chúng độc chúng ta nhanh giúp bọn họ giải độc đi bành tuyền phỉ nói nói bạch u u cùng tô mị dao từ u dao sơn trang bên trong đi ra trầm tường dùng lục đạo thần kính thả ra một cái kết giới đem cái kia tám khối băng bao phủ lên cùng nơi này hàn khí ngăn cách sau đó cẩn thận hòa tan những kia băng đem giải độc đan thả vào những kia đại bằng trong miệng để bọn họ giải độc sau khi hết bận đã qua hơn một canh giờ tám con đại bằng yêu đều là khá là già thực lực cũng không yếu nên đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại bọn họ đều là cùng lão độc mãng chiến đấu sau khi chúng độc bay trở về đại bằng cho nên mới phải bị đóng băng ở đây bành tuyền phỉ nhìn thấy này tám vị ông lão khôi phục tinh thần sau khi ngắn gọn đem đại bằng tộc sự tình nói cho bọn họ biết để bọn họ oán giận không ngớt bọn họ dồn dập biểu thị phải giúp giúp bành cố toàn tám vị ông Lão rời đi khe nứt, đi tới mặt đất điều chỉnh tốt, trong bọn họ độc rất nhiều năm. Cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục như cũ. Lúc này bọn họ ngay ở đại bằng cổ địa bên trong nghỉ ngơi cũng. Không biết cha mẹ ta có đến hay không nơi này. Bành Tuyền Phỉ nói nói, nên đến, bọn họ đã đối đại bằng tộc thất vọng cực độ, lý do sẽ đi tới nơi này cái chỗ cũ nhìn. Một ông già ha ha cười nói, bọn họ đều biết Bành Tuyền Phỉ Lúc trước bành tuyền phỉ sinh ra thời điểm, bọn họ đều khắc sâu ấn tượng, chờ vài ngày sau. Bành cố toàn quả nhiên đến rồi, cùng mẫu thân của bành tuyền phỉ đồng thời đến, mẫu thân của bành tuyền phỉ là một người trung niên Mỹ phụ. Bành tuyền phỉ lớn lên cùng nàng giống nhau đến mấy phần, đại bằng tộc bên trong. Có vài loại đại bằng, kim bằng, hỏa bằng, lôi bằng các loại. Mà mẫu thân của bành tuyền phỉ là hỏa bằng bành cố toàn nhưng là phi thường đặc thù lôi hỏa ngân bằng, bành cố toàn thực sự không nghĩ tới. Trầm tường cùng bành tuyền phỉ sẽ đến nơi này. Bọn họ nhìn thấy năm đó chúng độc những kia lão bối khí sắc không tệ. Cũng lập tức rõ ràng này đều là trầm tường giúp bọn họ giải độc cố. Toàn, đại bằng tộc đến cùng là làm sao? Một ông già hỏi, khó nói nha. Nói chung đại bằng tộc bên trong ra kẻ phản bội cùng mãng yêu tộc cấu kết cùng nhau. Bành cố toàn đem mình biết đến nói cho những lão giả này, này bát lão trước đã nghe bành tuyên. Phỉ nói đơn giản quá, mà hiện tại bọn họ nghe được tỉ mỉ, càng thêm phẫn nộ, ngươi. Tại đại bằng tộc còn có chút huy vọng, không bằng như vậy. Ngươi đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Để những kia muốn tiếp tục theo ngươi đại bằng lại đây nơi này. Chúng ta thành lập một cái tân đại bằng tộc. Một ông già nói nói, rất nhiều đại bằng khẳng định bị chẳng hay biết gì nếu như bọn họ biết được chuyện này chân tướng nên có hành động bành tuyền phỉ lúc này cùng mẫu thân nàng cùng nhau cũng không biết đang nói cái gì lặng lẽ thoại trước nàng còn tưởng rằng trước khi đi không thể gặp lại được mẫu thân nàng mọi người ở đây nghỉ ngơi mấy ngày sau khi trầm tường đồng thời cũng làm cho tô mị giao cùng ba cái thiếu nữ đan linh luyện chế ra càng nhiều giải độc đan hắn đem mấy cái giải độc đan giao cho bành cố toàn bọn họ đón lấy bọn họ nói không chắc muốn cùng độc mãng yêu đối kháng đến thời điểm có thể sẽ cần giải độc đan bành cố toàn đã đi đại bằng thánh thành thả ra tin tức rất nhiều chim đại bàng trước đều nhìn thấy bành cố toàn trở về vì lẽ đó bọn họ biết được sau chuyện này đều lựa chọn tin tưởng bành cố toàn dù sao bành cố toàn nhưng là bị độc mãng yêu chộp tới nha bành cố toàn bản thân thì có rất mạnh thực lực không phải là bị ám hại khó có thể bị độc mãng yêu hoạt chảo đại bằng cổ địa dần dần cũng tới rất nhiều chim đại bàng đại bằng cung xuất hiện nguy cơ không ít được quá bành cố toàn ân huệ chim đại bàng đều dồn dập bay đến đại bằng cổ địa đại bằng cổ địa lúc này phi thường náo nhiệt rất nhiều chim đại bàng đều biết bành cố toàn không có ngạo hồn thánh châu nhưng bọn họ đều không ngại chính là bởi vì ngạo hồn thánh châu duyên cớ bành cố toàn mới có thể được cứu trợ bằng không bọn họ đại bằng tộc liền muốn cùng độc mãng yêu hợp tác nhiều năm qua rất nhiều chim đại bàng đều hận thấu độc mãng yêu mà bọn họ đại bằng tộc cao tầng lại cùng độc mãng yêu cấu kết với nhau làm việc xấu điều này làm cho bọn họ phi thường bầu không khí vì lẽ đó biết được chân tướng sau khi bọn họ dồn dập đi tới nơi này chuyện này càng nháo càng lớn phụ cận rất nhiều yêu tộc đều biết bọn họ đều phi thường phẫn nộ bành khôn diệu cùng độc mãng yêu cấu kết. Bởi vì bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể rõ ràng độc mãng yêu cấu kết bành khôn diệu sau khi sẽ có hậu quả gì không, đây rõ ràng chính là muốn độc bá hồn yêu thánh lâm mà, vì lẽ đó. Bốn phía thành thị đều dồn dập trống đỡ bành cố toàn kiến tạo tân đại bằng thánh thành. Đều phái ra nhân thủ lại đây, lấy đại bằng cổ địa làm trung tâm kiến tạo một tòa thành thị, trầm tường cũng không có đi, hắn lưu lại nơi này nhi. Đem luyện chế giải độc đan pháp môn truyền thụ cho mấy cái lão luyện đan sư. Mấy cái lão luyện đan sư nắm giữ sau khi, đều cao hứng phi thường. Bọn họ đều đáp ứng trầm tường, đồng ý gia nhập đại bằng tộc. Vì là đại bằng tộc luyện chế giải độc đan, chỉ cần có hiểu rõ độc đan. Bọn họ liền không sợ mãng yêu tộc trong chớp mắt một tháng trôi qua tại đông đảo hồn yêu dưới sự giúp đỡ, tân thành thị kiến tạo ra được. Mà cứu đại bằng thánh thành không có trước như vậy náo nhiệt các. Người là làm việc như thế nào? Lại để bành cố toàn đem ngạo hồn thánh châu lấy đi. Hiện tại được rồi, chúng ta không có ngạo hồn thánh châu. Tộc viên toàn bộ đi bành cố toàn bên kia. Chúng ta hiện tại nhưng là bị người coi là độc mãng yêu. Bành khôn diệu vô cùng tức giận ca không bằng chúng ta cùng mãng yêu tộc liên thủ đi có mấy người chúng ta gia nhập mãng yêu tộc nhất định sẽ càng mạnh hơn bành khôn sơn nói nói cái kia lão tộc trưởng cả giận nói ngươi còn dám trách chúng ta còn không phải chính ngươi mấy lần thất thủ duyên cớ bành tuyền phỉ một tiểu nha đầu ngươi lại đều không đánh chết còn có chính là tất cả những thứ này đều là bên người nàng cái kia thần bí nhân loại làm cái này gọi trầm tường gia hỏa sức mạnh thập phần thần bí chính là hắn lẫn vào mãng yêu tộc cứu đi bành cố toàn mới đại loạn kế hoạch của chúng ta mà ngươi vẫn phụ trách bành tiền phỉ sự tình người khi đó liền cần nên động thủ đem tiểu tử này giết chết đều là các người phản ứng quá chậm bằng không chúng ta chỉ cần có ngạo hồn thánh châu liền không có gì đáng sợ hiện tại cái gì đều không có chúng ta gia nhập mãng yêu tộc cũng là bị khống chế mệnh tuyệt không có thể như vậy gia nhập bọn họ bằng không chỉ có thể thấp bọn họ nhất đẳng bành khôn diệu cả giận nói chúng ta thử một chút xem có thể hay không bị trong tộc lão tổ tông mời đi ra giải quyết chuyện này đại bằng tộc già nhất già nhất đại bằng còn tại hồn yêu thánh lâm bên trong bành khôn diệu mấy người bọn hắn cũng biết người lão tổ này tông ở nơi nào bọn họ hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể đi vào dù sao nơi này có một cái tộc trưởng, lúc trước vẫn là cái này cổ xưa đại bằng vâng mệnh. Trường 3383, Đại Bằng Lão Tổ. Dấu lớn thành thị kiến tạo, người cùng hồn yêu cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Trầm tường cảm thấy là thời điểm đi đi tới hồn yêu thánh lâm nơi sâu xa rồi, tuyền. Phỉ, người thật xác định muốn đi theo chúng ta sao? Trầm tường hỏi, nếu như thật sự đi tới, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, hừm ta đã xác định bành tuyền phỉ đã sớm làm tốt quyết định bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm huyên náo bành tuyền phỉ vội vàng đi ra ốc đi nhìn thấy có thật nhiều đại bằng đều dồn dập bay đi một phương hướng mà ở bên kia truyền đến từng trận minh khiếu đây là lão tổ mẫu phát sinh triệu hoán bành tuyền phỉ kinh hô ta phải đi xem xem bành tuyền phỉ nói xong liền bay lên trời bay về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trầm tường còn không phản ứng lại. Bành tuyền phỉ cũng đã bay xa, hắn vội vàng tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Theo tới, lúc này trong thành phố này hết thầy đại bằng, đều tại bay đi cái hướng kia, người. Lão tổ này mẫu đến cùng là lai lịch gì? Như vậy có uy vọng. Trầm tường tại lục đạo thần kính bên trong, thầm nghĩ, khả. Năng là dựng dục ra toàn bộ đại bằng tộc gia hòa người nên biết hồn yêu là làm sao dựng dục ra đến đi. Phong Khả Nhi nói đạo, người lão tổ này mẫu đột nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy là vì giải quyết hiện tại mâu thuẫn mới xuất hiện. Nói không chắc chính là bành khôn diệu bọn họ gọi ra tù. Tập địa phương khoảng cách đại bằng cổ địa có một khoảng cách trầm tường đi đến thời điểm. Nhìn thấy nơi đó có một cái rất nhiều to lớn thân cây dựng đài cao trên đài cao đứng một tên tay trụ gậy tóc bạc lão bà bà, nàng có một chút lưng cong. Ăn mặc một bộ mộc mạc áo xám, tuy rằng nàng làm cho người ta một loại rất cảm giác tang. Thương, nhưng nàng trên mặt da rẻ lại hết sức mềm mại, trầm tường suy đoán. Đây chính là cái kia đại bằng tộc tổ mẫu tuyền phỉ ở nơi đó. Trầm tường từ lục đạo thần kính bên trong sau khi đi ra. Tới lặng lẽ đến bành tuyền phỉ bên cạnh. Bành tuyền phỉ lúc này cùng cha mẹ nàng cùng nhau, chuyện. Của các ngươi ta đều nghe nói, huyên náo cũng không nhỏ nha. Các ngươi này đám hậu bối, thực sự là làm ta thất vọng. Đại bằng lão tổ thở dài một hơi, trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ tổ. Mẫu, nếu ngươi đều biết, vậy ngươi nói muốn xử trí như thế nào bành khôn diệu bọn họ. Bọn họ cùng mãng yêu tộc cấu kết. Bành cố toàn căm tức bành khôn diệu mấy người bọn hắn, cùng tà ác mãng yêu tộc cấu kết. Hãm hại bổn tộc đồng bào, há có thể liền như thế buông tha bọn họ tổ. Mẫu, đừng nghe hắn hoàn toàn là nói bậy, hắn chính là muốn mình làm tộc trưởng. Cho nên mới biên ra như vậy lời nói dối. Bành Khôn Diệu cười lạnh nói, này đều là chỉ là hắn lời nói của một bên. Mọi người tuyệt đối không nên đợi tin cùng hắn, không? Sai, Bành Cố toàn bởi vì chính mình dùng ngạo hồn thánh châu cùng với chính mình tại đại bằng tộc không sai danh vọng, bịa đặt sự thực, hãm hại chúng ta. Người tộc trưởng kia nói nói, bành cố toàn căn bản cũng không có chúng độc, hắn chỉ là làm bộ. Cùng mình thê nữ liên hợp lại lừa dối chúng ta, đại. Bằng lão tổ quát mắng một tiếng, các ngươi tất cả câm miệng, bành. Khôn diệu mấy người bọn hắn cũng định chết không thừa nhận, bởi vì không có chứng cớ gì. Vì lẽ đó bọn họ tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ta nhớ tới mấy người các ngươi đã trúng rồi độc rắn, nhưng hiện tại cũng đã có thể loại bỏ. Đây là chuyện ra sao? Đại bằng lão tổ nhìn cái kia tám vị bị trầm tường giải độc ông lão, nghe. Thấy đại bằng lão tổ hỏi lên như vậy. Bành khôn diệu bọn họ này mấy cái mới cẩn thận lượng lớn cái kia tám vị ông lão. Bởi vì này bát lão chúng độc rất lâu, vẫn bị đóng băng tại cái kia băng hàn trong mật thất. Cho tới bành khôn diệu cùng đại bằng tộc trưởng hầu như quên, hiện tại nhìn kỹ lại sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này bành khôn diệu trong lòng bọn họ thấp thỏm lên bởi vì bành cố toàn đã nắm giữ hiểu rõ độc biện pháp bởi vậy bành cố toàn sau khi chúng độc có thể giải độc vậy thì có thể nói tới thông này chủ yếu nhờ có tiền phỉ nhận thức vị tiểu hữu này hắn nắm giữ giải độc đan chính là hắn trợ giúp chúng ta giải độc một ông già nói nói tổ mẫu nói vậy ngươi nên biết được Cố toàn chính là vị tiểu hữu này từ trong ổ rắn cứu ra, cho nên mới phải đem ngạo hồn thánh châu đưa cho hắn bành khôn diệu bọn họ nhìn trầm tường trong lòng bốc lên lửa giận, bởi vì chính là trầm tường phá hoại bọn họ tất cả kế hoạch. Cái này nhóc con chết bầm để hắn hận thấu xương tổ mẫu. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta trước bị mãng yêu tộc bắt đi đi. Ta chúng độc rất nhiều năm chính là trầm tường thay ta giải độc. Bành Cố Toàn nói nói, "Việc này ta tự có định đoạt." Đại Bằng lão tổ gật gật đầu, sau đó nhìn Trầm Tường. "Không biết có thể không cho ta một hạt giải độc đan để cho ta xem?" "Đương nhiên có thể." Trầm Tường lập tức ném qua một hạt màu xanh nhạt giải độc đan, Đại Bằng lão tổ ăn sau khi, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, sau đó gật đầu liên tục, "Không tồi, không tồi." Nguyên lai like đây chính là luyện chế giải độc đan dòng suy nghĩ, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nguyên bản là phi thường chuyện đơn giản, nhưng ta nhưng đem nghĩ đến phức tạp lúc. Trước cái kia bị đóng băng bát lão chúng độc sau, này đại bằng lão tổ liền đi ra vì bọn họ giải độc quá, nhưng không có thành công. Sau đó khổ luyện giải độc đan đến hiện tại, vẫn không có cái gì đột phá cố. Toàn, ngươi có thể lấy ra chứng cớ xác thực để chứng minh Khôn Diệu cùng Mãng yêu tộc cấu kết. Sao? Nếu như không thể, việc này liền coi như thôi đại bằng lão tổ nói đạo hiện tại nàng cũng có chút làm khó dễ ta bành cố toàn cắn răng nhìn đắc ý vênh váo bành khôn diệu ta liền biết ngươi không có hừ hiện tại mọi người cần nên nhìn thấy đi ta là thuần khiết là bành cố toàn vu hại ta bành khôn diệu chỉ vào bành cố toàn cả giận nói ngươi hủy ta danh dự nhất định phải truy cứu trách nhiệm của ngươi được bành khôn sơn ngày đó muốn cướp đoạt ta ngạo hồn thánh châu cái kia lại là vì sao gác cổng nhị lão có thể chứng minh không chỉ là bành khôn sơn muốn cướp đoạt ngạo hồn thánh châu tộc trưởng đã mấy vị trưởng lão cũng muốn muốn ngăn cản ta ngạo hồn thánh châu vốn là đồ vật của ta lúc trước ta dâng ra đến vậy đã nói ta có thể bất cứ lúc nào lấy đi bành cố toàn chất vấn bành khôn sơn cùng tộc trưởng mấy người bọn hắn gác cổng nhị lão đứng ra đem ngày đó bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ như thực chất đạo đến bọn họ cũng không phải cùng bành khôn diệu đồng thời, trong tộc phát sinh phân liệt thời điểm. Hai người bọn họ ngay lập tức liền đi vào tìm đại bằng lão tổ. Vì lẽ đó sau khi căn bản không có cùng bành khôn diệu cùng bành cố toàn hai người bọn họ mới. Tiếp xúc qua, bọn họ cũng vô cùng có thể tin, bành khôn sơn giải thích không được chuyện này. Lúc trước hắn xác thực động thủ cướp giật, hơn nữa còn sát ý đại thịnh nan giải nhất thích chính là tộc trưởng mấy người bọn hắn vây quanh trầm tường cùng bành tuyền phỉ hai người này tiểu bối đây cũng là bởi vì bọn họ nhất thời không muốn ngạo hồn thánh châu rơi vào một kẻ loài người trong tay dưới tình thế cấp bách làm ra cử động không trách bọn họ ngạo hồn thánh châu đối với chúng ta đại bằng tộc tác dụng rất lớn vì toàn tộc lợi ích tộc trưởng bọn họ mới sẽ phạm này sai lầm bành khôn diệu cao giọng nói nói đen bị hắn nói thành bạch Điều này làm cho bành cố toàn bọn họ nộ gấp. Bành cố toàn, ngươi còn có cái gì tốt nói? Chúng ta đối đại bằng tộc trung thành tuyệt đối, lại bị ngươi cái này tiểu nhân vu hại. Bành khôn diệu cười lạnh nói, trong lòng rất là đắc ý, chờ đã ta có chứng cứ. Trầm tường đột nhiên nói nói, hắn lấy ra một cái rất lớn quả cầu thủy tinh. Hắn khống chế quả cầu thủy tinh trôi nổi đến bầu trời. Để mọi người đều có thể nhìn thấy, chỉ thấy trong thủy tinh cầu diện xuất hiện mấy cái bóng người, rõ ràng là bành khôn diệu cùng cái kia mấy cái lão độc mãng, là mãng yêu tộc lão gia hỏa, ta đã rất lâu chưa từng thấy bọn họ. Đại bằng lão tổ con ngươi co rút lại, nhìn chăm chú quả cầu thủy tinh, sau đó quả cầu thủy tinh truyền ra âm thanh, tam, lão, các ngươi nhanh nhất có thể vào lúc nào giúp bành cố toàn giải độc xong. Đây là bành khôn diệu âm thanh, chỉ ít cần 5 tháng. Chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn giải độc thực lực của người này quá mạnh nếu không phải là chúng ta lúc trước dùng độc như vậy mãnh chúng ta mãng yêu tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề hắn không chết đã là phi thường lợi hại đây là lão độc mãng âm thanh ai hiện tại thời gian phi thường gấp gáp nếu như không nhanh lên một chút chỉ sợ ta khó có thể được ngạo hồn thánh châu nếu như hiện tại ta đem bánh cố toàn mang về ta tại đại bằng tộc địa vị càng cao hơn có thể lập tức thu được ngạo hồn thánh châu mà bành cố toàn sau khi chúng độc. Nhất định sẽ nguyên khí đại thương, khó có thể cùng ta cạnh tranh tộc trưởng vị trí trước. Người không phải nói muốn giết chết tên tiểu nha đầu kia sao? Còn hy sinh một cái tiểu yêu, khỏi nói. Thực sự là tà môn, hai lần cũng không thể thành công, rõ ràng có thể độc chết nàng. Thế nhưng nàng đều là có thể chính mình giải độc. Lại nói, các ngươi độc đến cùng có được hay không? tại sao nàng đều là không có chết trở lên mấy cái đều là ngày đó trầm tường tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy hắn đem đoạn này ký ức dùng bí pháp lấy ra để mọi người quan sát bành khôn rượu sửng sốt hắn không nghĩ tới trầm tường sẽ có này một tay lúc này hắn đầu đầy mồ hôi tộc trưởng mấy người bọn hắn cũng là như thế gác cổng nhị lão sau khi nhìn thấy nộ gấp lập tức xông lại đem bành khôn rượu bọn họ vây chặt lên đại bằng trong tộc hơn 10 ông lão cũng dồn dập vọt tới đem bọn họ vây quanh lên, bành. Khôn diệu, các ngươi còn có cái gì tốt nói? Bành cố toàn hít sâu một hơi, trầm tường nhưng là giúp đại ân nha. mươi 3384, ra ra thói quen. Dấu lớn bành khôn diệu mặt tại co giật. Hắn thực sự không nghĩ tới trầm tường sẽ có này một tay, chuyện này. Này đều là trầm tường kẻ nhân loại này tiểu quỷ làm ra đến siếc, đều là lừa các ngươi bành khôn diệu lớn tiếng nói lẽ nào các ngươi xác thực một kẻ loài người đều không tin ta đại bằng lão tổ cười lạnh nói không phải không tin ngươi mà là ngươi miệng đầy mê sảng cái kia mấy cái lão độc mãng bình thường giấu đi rất sâu không dễ dàng lộ diện ta dám khẳng định tên tiểu tử này nếu như không phải tận mắt thấy tuyệt đối làm không ra vừa nãy chúng ta nhìn thấy đồ vật đều là hắn từ trong trí nhớ thả ra vì lẽ đó ta tin tưởng này nhất định là thật sự bành khôn diệu nói không ra lời hắn hiện tại đã không có cách nào đang nói sao huống hồ này vốn là xác thực có việc này bây giờ chứng cứ xác thực các ngươi đi chết đi bành khôn diệu rít gào một tiếng biến thành một con to lớn đại bằng nhưng ngay ở hắn vừa biến hình trong nháy mắt đại bằng lão tổ cũng đã động thủ cũng không biết nàng đã làm gì không chung đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lam to lớn chùm sáng, cái này to lớn chùm sáng từ không trung đập xuống. Chính chính đập chúng bành khôn diệu, bành khôn diệu bị cái này màu xanh lam to lớn chùm sáng. Tạp đập chúng sau khi cái kia thân thể to lớn nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Mọi người chỉ nghe bành khôn diệu đang điên cuồng minh khiếu. Nhào động cánh trên không trung bay loạn lên, cái kia mấy cái tộc trường. Đã sớm bị bành cố toàn bọn họ bắt bọn họ sẽ chịu đến phi thường nghiêm khắc trừng phạt đại bằng lão tổ bay đến không trung trong tay gậy bay ra ngoài đâm vào bành khôn rượu đầu lâu bành khôn rượu lập tức từ không trung rơi rụng thân thể to lớn vẫn như cũ đốt cháy màu xanh lam ngọn lửa hừng hực đi đem bên kia hỏa diễm tiêu diệt đại bằng lão tổ thở dài một hơi mấy cái đại bằng đều là nàng lúc trước nhìn lớn lên dường như con cháu của chính mình nhưng hiện tại nhưng phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm. Không để cho nàng đến không tàn nhẫn dưới đem tiêu diệt. Bằng không hắn tương lai nhất định sẽ tiếp tục phạm sai lầm, này chủ yếu là bành khôn diệu không? Biết hối cải tại cuối cùng khi đó vẫn còn đang ngụy biện nếu như hắn thừa nhận sai lầm. Nhận sai, đại bằng lão tổ nói không chắc sẽ không động sát thủ, chỉ là đem giam cầm lên. Để hắn vượt qua quãng đời còn lại, cố toàn đại bằng tộc liền giao cho ngươi sau đó chuyện nơi đây ta cũng không tiếp tục quản quá mệt mỏi quá thương đại bằng lão tổ thở dài một tiếng sau đó nhìn bành tuyền phỉ tuyền phỉ ngươi tới đại bằng lão tổ cũng biết bành tuyền phỉ là phi thường nhân vật đặc biệt trời sinh chính là màu trắng hơn nữa thiên phú vô cùng tốt nàng trong bóng tối chú ý bành tuyền phỉ một quãng thời gian rất dài bành tuyền phỉ đi tới đi tới đại bằng lão tổ bên cạnh tổ mẫu chuyện gì bành tuyền phỉ thấp giọng hỏi ta muốn đi một chỗ ngươi cùng ta cùng đi chứ đại bằng lão tổ nhìn về phía trầm tường tựa hồ đã biết đến bành tuyền phỉ chuẩn bị muốn theo trầm tường đi trầm tường nghe thấy câu nói này thì có dự cảm không tốt quả nhiên đại bằng lão tổ cầm lấy bành tuyền phỉ nhất phi trùng thiên hóa thành một vệt sáng xanh bay đến phương xa lập tức liền biến mất không còn tăm hơi chuyện này trầm tường nhìn về phía bành cố toàn vợ chồng bành tiền phỉ đã nói cẩn thận muốn với hắn đi tổ mị giao còn phi thường chờ mong đây nhưng bây giờ lại bị đại bằng lão tổ bắt cóc cũng không biết muốn sẽ đến nơi nào đi đại thúc các ngươi này tổ mẫu muốn đến nơi nào đi trầm tường trong lòng rất là phiền muộn nếu như có bành tiền phỉ tại u giao sơn trang bên trong sẽ náo nhiệt càng nhiều ta không biết bất quá tổ mẫu nàng trước đã từng nói nếu như có một ngày nàng muốn rời khỏi đại bằng tộc nàng sẽ đi tìm sáng đạo chi địa bành cố toàn cũng không nghĩ tới sẽ đại bằng lão tổ sẽ như vậy đem bành tuyền phỉ mang đi được rồi vậy cũng là của ta mục tiêu trầm tường nhìn bầu trời hắn chỉ có thể qua bên kia tìm bành tuyền phỉ đại bằng lão tổ là nơi này mạnh mẽ nhất chim đại bằng tốc độ phi hành khẳng định rất nhanh trầm tường muốn tối đi tới khẳng định không kịp. Cũng may ngạo hồn thánh châu ở trong tay của hắn. Ở trên đường cũng có thể làm cho tô mị giao các nàng sử dụng tu luyện ngươi. Trên đường nhất định phải cẩn thận tìm kiếm sáng đạo chi địa, đường xá hung hiểm. Bành cố toàn dặn dò, ta biết rồi, đại thúc cáo từ trầm. Tường nói xong, liền một chạy mất tâm, chết. Tiệt lão thái bà, lại đem ta ôn nhu có thể người tuyền phỉ bắt cóc. Nhất định phải đem tuyền phỉ đoạt lại. Tô Mị Giao tại U Giao Sơn Trang bên trong phát ra tính khí, nàng cũng không thể trách trầm tướng. Bởi vì ai cũng không ngờ tới đại bằng lão tổ sẽ làm ra chuyện như vậy, ai? Không thể để cho tiền phỉ mang theo ta bay. Lòng tuyết gì cũng rất là phiền muộn, lục đạo thần kính dùng tốc độ cực nhanh phi hành. Trước hắn chỉ là nhìn thấy đại bằng lão tổ phi hành phương hướng. Hắn chính là hướng phía đó đi, cho tới sáng đạo nơi có phải là ở bên kia hắn cũng không rõ ràng, lúc này Bạch U U đã sử dụng ngạo hồn thánh châu tu luyện. Nàng cần tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Trầm tường gặp phải nguy hiểm thời điểm. Nàng mới có thể giúp giúp trầm tường, tần xương nói nói, trầm tường. Để ta đi ra ngoài thử một chút xem. Có thể hay không tìm tới ông nội ta ở lại chỗ này truyền tống trận cái gì, trầm. Tường sáng mắt lên, vội vàng để Lục Đạo Thần kính dừng lại, Tần Xương đều là có thể tìm tới thái. Dương lão tổ bố trí cổ xưa truyền tống trận, này không phải trùng hợp liền có thể tìm tới. Mà là nàng có biện pháp của chính mình, Trầm Tường cùng Tần Xương từ Lục Đạo Thần kính bên trong đi ra, chỉ thấy Tần Xương trong tay cầm một cái rất nhỏ mâm tròn, Trầm Tường nhìn một chút. Đây là một cái nhỏ vô cùng hình trận bàn, nhưng cũng phi thường phức tạp, bình thường rất phức tạp này vòng vèo Đại đa số đều là truyền tống trận. Nếu như tại Vạn Đạo bên trên thế giới như thế này đều có thể truyền tống. Vậy này gan truyền tống trận sẽ càng thêm phức tạp, đây là cái gì trận bàn? Trầm tường hay là hỏi đi ra, một cái tiểu hình truyền tống trận là bà nội ta cho ta. Có thể càng thêm ung dung tìm tới ông nội ta bố trí truyền tống trận. Tần Xương nói nói, chỉ cần đem đồ vật đặt ở cái trận bàn nhỏ này bên trên, sau đó mở ra truyền tống nếu như có thể thành công truyền tống đi ra ngoài vậy đã nói rõ chung quanh đây có ông nội ta kiến tạo truyền tống trận tần xương liền như vậy nâng cái này truyền tống trận quay về bốn phương tám hướng mở ra nhưng bên trên tảng đá đều không thể truyền tống đi ra ngoài tới chúng ta mỗi đi một đoạn đường người liền thử một lần dù sao truyền tống khoảng cách có hạn trầm tường để lục đạo thần kính lớn lên một ít có thể làm cho hai người ngồi ở bên trên lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành lên trầm tường sử dụng phản sức mạnh ẩn thân vẫn là rất an toàn ông nội ta có một cái thói quen mỗi đi đến một chỗ đều hy vọng kiến tạo một cái truyền tống trận mà hắn mấy cái truyền tống trận đều là có thể dây nối cùng nhau nếu như có đầy đủ năng lượng có thể truyền tống đến rất xa tần sương nói nói điểm ấy trầm tường tin tưởng không nghi ngờ Trước tại Thần Long trong hồ trên hòn đảo nhỏ, thì có một cái truyền tống trận cùng thần thổ cấm địa liên kết. Thái Dương lão tổ xác thực kiến tạo đủ loại truyền tống trận, lục đạo thần kính phi hành vai. Ngày sau, Tần Xương tiểu trận kia trên khay diện tảng đá đột nhiên biến mất không còn tam. "Hơi, Trầm Tường, mau dừng lại." Tần Xương vội vàng hô. Trầm Tường chỉ lo chú ý bốn phía tình huống, vì lẽ đó không có chú ý tiểu trận kia vòng vèo nghe thấy tần xương kinh tiếng la, hắn mới dừng lại lục đạo thần kính. mươi 3385, Tinh Hoàng Đan Linh Dấu lớn tần xương quả nhiên tìm tới một cái tại phụ cận truyền tống trận. Hiện tại càng thêm có thể xác định Thái Dương lão tổ đã tới nơi này, quá tốt rồi. Thế nhưng hiện tại muốn làm sao mới biết cái kia truyền tống trận ở nơi nào đây? Trầm tường hỏi, cái trận bàn này có thể xác định phương hướng. Tần Sương nắm chặt trận bàn nhỏ, truyền vào một luồng năng lượng, để trận bàn thả ra ánh sáng. Sau đó nàng tại chỗ xoay tròn, khi nàng xoay tròn lúc trận bàn sáng choang thời điểm. Nàng liền lập tức dừng lại, vậy thì là cổ xưa truyền tống trận vị trí, xác định rõ phương hướng. Sau đó, trầm tường lập tức để lục đạo thần kính ra tốc phi hành đi qua, ra. Ra ngươi truyền tống trận sẽ mang theo ta chúng ta truyền tống đến nơi nào đây? trầm tường vô cùng hiếu kỳ không biết bất quá đến thời điểm muốn mở ra quá nửa là cần tinh hoàng tần sương khẽ cười nói đến thời điểm khả năng cần ngươi sử dụng tinh hoàng trầm tường còn có mấy cái tinh hoàng hiện tại hắn cũng chưa dùng tới nhưng nếu như dùng để mở ra truyền tống trận hắn vẫn còn có chút không nỡ tinh hoàng cũng là năng lượng hình thái không biết cho đan linh ăn các nàng có thể hay không ngưng ra tinh hoàng đan trầm tường nói đạo đây là hắn đột nhiên bốc lên ý nghĩ nếu như đan linh có thể làm được hắn sau đó liền không cần thời gian dài đi luyện chế tinh hoàng tuy rằng hắn có thể luyện chế ra đến nhưng cũng cần ở tại lĩnh vực thời gian bên trong thời gian rất lâu sẽ muộn ra điều đến mị giao tỉ người nói cái này có thể sao trầm tường hỏi tô mị giao cũng hiểu được sử dụng diễn sinh pháp cùng sông tới pháp chỉ có điều không có trầm tường như vậy cực đoan là được rồi. Nhưng nàng nhưng cũng có thể luyện chế ra tinh hoàng, trước nàng rồi cùng trầm tường nói về. Chỉ có điều nàng cần thời gian so trầm tường càng dài, đương. nhiên là có khả năng, ta hỏi một chút ba người kia tiểu nha đầu. Tô Mị Giao nói nói, ba cái thiếu nữ đàn linh lúc này đang cùng Long Tiết Di cười vui vẻ chơi. Nháo, Long Tiết Di này tiểu thí Long tu luyện phi thường dễ dàng cho nên nàng đại đa số thời gian đều là đang đùa nháo, dựa theo nàng lời giải thích. Chỉ có cả người sung sướng, nàng tăng lên tốc độ mới nhanh, nguyên bản thiếu nữ đan linh nhưng là phi thường điềm đạm, nhưng từ khi Long Tiết Di đi tới sau đó, cũng bắt đầu có chút dã Phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể tiến hóa thành dã nhà đầu, tô mị giao hỏi dò một phen. Ba cái thiếu nữ đan linh sau đó, nói với trầm tường, các nàng nói có thể cần đại khái 20 cái tinh hoàng, để hoa hoa cùng lệ lệ một người trong đó ăn là được. Đến thời điểm các nàng hai tỷ muội tu luyện nữa xong sinh kỳ công đồng hóa. Trầm tường nói nói, người đàn linh cần nên không thể cùng các nàng tu luyện xong sinh kỳ công. Đi, dù sao không giống huyết thống, đương nhiên không thể. Tô Mị Giao nói nói, bất quá cũng không cần lo lắng. Chờ hoa hoa cùng lệ lệ thành công ngưng ra tinh hoàng sau đó. Lại cho ta đan linh ăn là được, muốn luyện chế 20 tinh hoàng. Này có thể cần rất nhiều thời gian, ta hiện tại đã là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, sử dụng nhiều một tầng sông tới pháp cùng diễn luyện pháp, lẽ ra có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Trầm tường lần trước luyện chế thời điểm vẫn không có bước vào ngạo thế thánh cảnh. Hiện tại hắn so với trước kia cường đại hơn rất nhiều lần. Hơn nữa còn có thể sử dụng thần bí cổ hỏa, lục đạo thần kính phi hành một đoạn đường. Tần Sương sẽ sử dụng trận bàn xác nhận một lần phương hướng. Làm cho trầm tường có thể càng thêm chuẩn xác bay đến truyền tống trận vị trí, hai ngày qua đi. Trầm tường cùng Tần Sương tìm tới cái kia truyền tống trận cũng không phải rất lớn. Chỉ có thể chạm đi vào mấy người mà thôi, ra. Ra ngươi đem truyền thuyết này trận giấu đi rất bí ẩn nha. Trầm tường cười nói, hắn lúc này cùng Tần Sương ngay ở một cây đại thụ trong hốc cây nếu như không phải có tần xương sử dụng trận bàn định vị bình thường là rất khó phát hiện hồn yêu thánh lâm bên trong thật nhiều loại này đại thù hơn nữa phi thường bao la bình thường cũng sẽ không có cái gì hồn yêu sẽ chú ý tới cây to này hiện tại muốn mở ra truyền tống trận vẫn là chờ đan linh thành công tiến hóa tần xương hỏi chờ các nàng tiến hóa đi ngược lại hiện tại cũng không đuổi kịp cái kia lão thái bà Trầm tường biết mình đã bị đại bằng lão tổ rất xa bỏ rơi, muốn tìm được đại bằng lão tổ. Cũng chỉ có thể đi đến sáng đạo nơi, được. Tần xương cũng có thể chờ, bởi vì đan linh một khi tiến hóa thành công. Liền ý mang ý nghĩa sau này sẽ nắm giữ vô tận tinh hoàng. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy kích động, tần xương cùng trầm tường rời đi cái này truyền tống trận. Sau đó, tại phụ cận một cây đại thụ làm ra bí ẩn hốc cây đến trầm tường muốn ở bên trong luyện chế tinh hoàng trầm tường luyện đan thời điểm sẽ thời gian xử dụng lĩnh vực tần xương tiến vào u giao sơn trang bên trong cũng không cần chờ bao nhiêu ngày trầm tường liền có thể luyện chế thành công đi ra lại muốn bắt đầu luyện chế loại này khô khan đồ vật trầm tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô cùng một đống lớn vạn đạo thần thổ tinh bắt đầu luyện chế có ta có thể đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn nha trầm tường sáng mắt lên bây giờ sáng đạo chú văn tầng thứ nhất đã bị hắn lĩnh ngộ đến trở nên hắn có thể trong nháy mắt sử dụng năng lượng bỗng dưng vẽ ra hoàn mỹ sáng đạo chú văn nhân dịp hiện tại có rất ngắn thời gian ta thử một chút xem có thể hay không đi lĩnh ngộ hai tầng sáng đạo chú văn trầm tường đem thần thức rót vào lục đạo thần kính bên trong đi tìm bên trong sáng đạo chú văn hai tầng sáng đạo chú văn chỉ là sau so một tầng có thêm một bút Tuy rằng tổng cộng chỉ có lưỡng bút nhưng cũng hiểu được trầm tường đau đầu. Một, tầng sáng đạo chú văn đều là các loại sức mạnh thuộc tính. Cũng không biết hai tầng sáng đạo chú văn sẽ là như thế nào. Thực sự là chờ mong nha. Một, tầng sáng đạo chú văn có thể trực tiếp hấp thu không thuộc tính ngạo thế lực lượng. Sau đó đem hóa thành càng thêm cường thuộc tính sức mạnh, tỉ như sấm sét hỏa diễm. Thủy cùng băng xương, chấn động đẳng, thổ các loại đều là tự nhiên trung bình thấy sức mạnh, hơn nữa trầm tường còn có thể đem mấy cái chú văn. Trồng chất lên, tỉ như lôi hỏa rung động trồng chất. Sẽ để thả ra ngoài sức mạnh càng thêm cuồng bão. Thủy cùng băng xương còn có phong trồng chất. Liền có thể chế tạo một hồi phi thường đáng sợ bão tuyết nếu như lại trồng chất sấm sét Vậy thì là bão sấm gió tuyết càng thêm đáng sợ, trầm tường cũng chỉ là có thể trồng chất lên. Nhau, nhưng hắn nhưng xưa nay không có sử dụng tới hắn chỉ là muốn muốn đều cảm thấy phi thường lợi hại lĩnh ngộ hai tầng sáng đạo chú văn thời điểm thời gian trôi qua rất nhanh hắn đã luyện chế ra năm cái tinh hoàng thế nhưng hắn một cái hai tầng sáng đạo chú văn đều không có lĩnh ngộ ra đến này hai tầng sáng đạo chú văn cùng một tầng không giống nhau một tầng chín cái sáng đạo chú văn cũng không có cái gì trung tính mà hai tầng chín cái sáng đạo chú văn từ đơn giản nhất cái kia đến phức tạp nhất cái kia đều là có nhất định trung tính vì lẽ đó này hai tầng sáng đạo chú văn cần nên đều có thể thả ra đồng nhất gan năng lượng trầm tường từ mấy cái sáng đạo chú văn đường viền phán đoán nếu như ta có thể lĩnh ngộ đơn giản nhất cái kia đón lấy sẽ đơn giản hơn nhiều đến thời điểm cần thời gian cũng sẽ không quá nhiều điều này làm cho trầm tường càng thêm hiếu kỳ này hai tầng sáng đạo chú văn đều có thể thả ra ra sao năng lượng luyện chế ra đến năm cái tinh hoàng đã cho giang tư lệ ăn nàng luyện hóa cũng cần không ít thời gian mà bên ngoài hiện tại cũng mới đi qua ba ngày trầm tường triển khai chính là ba tầng lĩnh vực thời gian lúc này hắn ngạo thế thánh cảnh trung kỳ triển khai ba tầng lĩnh vực thời gian gánh nặng cũng sẽ không quá lớn mặc dù có thời điểm để hắn tiêu hao hết sức mạnh nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về chương 3386, nhị trọng chú văn. Dấu lớn lĩnh ngộ sáng đạo chú văn đối với trầm tường tới nói, chỉ là tại cho hết thời gian. Hắn luyện chế tinh hoàng đã nhẹ nhàng quen thuộc có thể phân tâm đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn. Hơn nữa không liên quan tới nhau, chỉ là để trầm tường rất phiền muộn chính là. Hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong đều vượt qua 6 cái 75 năm. Nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ ra một cái nhị trọng sáng đạo chú văn hắn đều là không cách nào sử dụng ngạo thế lực lượng thành công ngưng ra một cái sáng đạo chú. Văn đến, vì sao lại như vậy khó đây? Muốn so với đệ nhất trọng khó quá hơn nhiều. Trầm tường trước đi lĩnh ngộ đệ nhất trọng sáng đạo chú văn lúc. Cảm thấy đệ nhị trọng khó hơn nữa cũng sẽ không khó bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn sai rồi. Khó quá hơn nhiều, trầm tường chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn hiện tại tổng cộng đã luyện chế 10 cái tinh hoàng hắn luyện chế tinh hoàng có thể đều là loại kia phẩm chất tốt nhất này chủ yếu là vì bảo đảm có thể làm cho đan linh thành công tiến hóa hiện tại hắn luyện chế tinh hoàng muốn so với hắn sớm nhất luyện chế lúc phẩm chất cao hơn nhiều dựa theo tần xương nói đã đạt đến thái dương lão tổ loại kia trình độ trong chớp mắt trầm tường lại luyện chế ra năm cái tinh hoàng cho giang tư lệ ăn mà hắn hiện tại vẫn không có ngưng ra một cái nhị trọng sáng đạo chú văn đến để hắn muốn từ bỏ, nếu cũng đã bắt đầu rồi. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, lĩnh ngộ sáng đạo chú văn. Cần dùng chính mình ngạo thế lực lượng hoàn mỹ không một tì vết bỗng dưng ngưng ra một cái sáng. Đạo chú văn đến, cần thần vận mà tự nhiên, mặc dù có một chút sai lệch. Đều không thể thành công, trầm tường nhiều năm qua. Đã không nhớ rõ hắn tổng cộng ngưng bao nhiêu cái, xem ra đều là giống như đốt cùng lục đạo thần kính bên trong những sáng đạo đó chú văn không khác nhau gì cả nhưng hắn ngưng ra sáng đạo chú văn nhưng thủy chung không sống nổi đều là chết nếu như ngưng xuất đạo vận trọn vẹn sáng đạo chú văn như vậy sáng đạo chú văn cơ hội sống lại có thể thả ra sáng đạo chú văn đặc biệt sức mạnh đến không thể táo bạo nhất định phải bình tĩnh lại bình thường tâm bình thường tâm trầm tường nhắc nhở chính mình nếu như mình tâm tình quá mức gay gâu đón lấy hắn chỉ có thể càng ngày càng thất bại, trầm tường tại lĩnh vực thời gian bên trong lại. Quá hơn 10 năm, mà lần này, hắn ngưng ra sáng đạo chú văn cuối cùng cũng coi như có phản ứng. Điều này làm cho hắn mừng rỡ muốn điên, sáng đạo chú văn thành công. Đây là cái gì sáng đạo chú văn đây? Trầm tường nhìn chằm chằm cái kia hắn thành công ngưng đi ra sáng đạo chú văn. Lúc này chính đang hơi rung động lên, rung động sức mạnh trầm tường cau mày nói nói không đúng rung động sức mạnh không phải như vậy hơn nữa ta trước cũng ngưng từng ra rung động sáng đạo chú văn tại nhị trọng bên trong hẳn là sẽ không lại có thêm đi ngay ở trầm tường nghi hoặc thời điểm hắn ngưng ra cái kia sáng đạo chú văn đột nhiên bắt đầu bành trướng sau đó tự mình co rút lại lúc này thả ra ngoài khí tức để trầm tường khiếp sợ không thôi tự mình tăng lên Trầm tường hít sâu một hơi, sáng đạo chú văn bản thân liền là trầm tường dùng ngạo thế lực lượng. Ngừng tụ ra, mà vừa mới cái kia sáng đạo chú văn đi ngang qua ngắn ngủi phóng thích năng lượng. Sau đó, tự thân năng lượng lại tăng cường gấp đôi, lẽ nào là tăng cường thuộc tính? Có thể làm cho tự thân năng lượng tăng gấp đôi. Trầm tường rất là hưng phấn, nếu là như vậy, ta tại luyện đan thời điểm. Đem loại này sáng đạo chú văn khắc hội đi tới chẳng phải là có thể làm cho ta đan phẩm chất tăng gấp đôi, trầm. Tường lại nhìn một chút lục đạo thần kính bên trong còn lại tám cái sáng đạo chú văn. Hắn có thể khẳng định những sáng đạo đó chú văn cần nên cũng là nắm giữ tăng gấp đôi thuộc. Tính, chỉ có điều tăng cường bội số sẽ càng nhiều chính là tỷ như cấp 2 nhị trọng sáng đạo. Chú văn, liền có thể tăng lên hai lần, mau mau thử xem, đem làm tại tinh hoàng bên trên. Trầm tường vừa vặn có một cái tinh hoàng muốn thành công. Lúc này hắn chỉ cần dùng cái kia hòa tan tinh hoàng ngưng tụ thành sáng đạo chú văn là. Được tinh hoàng tuy rằng kiên cố. Nhưng ở trầm tường cuồng bạo hỏa diễm đốt cháy bên dưới hóa thành chất lỏng, trầm tường dựa theo. Vừa nãy loại cảm giác đó, dùng sức mạnh to lớn. Đem đang muốn ngưng tụ tinh hoàng nữ thành một cái nhị trọng sáng đạo chú văn, thành công. Trầm tường nhìn thấy tinh hoàng hóa thành cái kia rất nhỏ sáng đạo chú văn vô cùng chờ mong nhìn, sáng đạo chú văn hình dạng tinh hoàng chính đang run lên lên. Sau đó dâng trào ra một luồng khí tức trong nháy mắt liền tăng cường gấp đôi. Này tương đương với hai cái tinh hoàng nha, trầm tường lập tức đun nóng tinh hoàng. Đem tinh hoàng áp xúc nhỏ hơn một chút tại áp xúc thời điểm. Phẩm chất còn có thể tăng lên một ít tinh hoàng hình dạng tuy rằng đã biến thành vuông vức. Nhưng kỳ quái chính là tại tinh hoàng bên trong lại có dường như sợi tóc bình thường bé nhỏ nhị trọng sáng đạo chú văn. Nếu như không phải cẩn thận đến xem, khó có thể phát hiện sáng. Đạo chú văn vẫn như cũ bảo lưu ở bên trong, thực sự là thần kỳ. Trầm tường đem khối này tinh hoàng giao cho tô mị giao. Sau đó đem chính mình thành công lĩnh ngộ nhị trọng sáng đạo chú văn mất đi ngươi nói cho tô mị. Giao làm cho các nàng, tần xương trước liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng cũng đã gặp mấy lần trầm tường ngưng ra một tầng sáng đạo chú văn. Nàng cùng Tô Mị Dao đều tại thử nghiệm đi ngưng đi ra. Nhưng trước sau cũng không thể thành công, Giang Tư Lệ đưa cái này tinh hoàng hấp thu đi sau đó. Kinh ngạc nói, thật mạnh một luồng năng lượng hiện. Tại Giang Tư Lệ cũng bất quá là ăn thứ 16 cái tinh hoàng mà thôi, nhưng nàng lại nói. Trầm tường ca ca, ta khả năng ăn cái này liền có thể tiến hóa cái này tinh hoàng đại khái chỉ tương đương với trước hai ba hạt nha còn chưa đủ ngươi tiến hóa trầm tường hết sức tò mò không ăn đi sau đó cũng không biết tại sao không hiểu ra sao lại tăng lên gấp đôi giang tư lệ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái nàng cảm giác mình hấp thu một cái như vậy tinh hoàng đỉnh trước năm sáu cái đây sau đó nàng càng làm chính mình cảm thụ nói tường tận một lần tô mị giao nói nói nhất định là chất chứa tại tinh hoàng bên trong cái kia bé nhỏ sáng đạo chú văn tại quây phá lệ lệ hấp thu đến trong cơ thể sau đó này một tia sáng đạo chú văn vẫn như cũ phát huy tác dụng cùng bị luyện hóa sáng đạo chú văn hòa làm một thể để những kia bị luyện hóa sáng đạo chú văn lại tăng lên gấp đôi năng lượng này sáng đạo chú văn thực sự là đáng sợ trầm tường chính mình cũng phi thường bất ngờ Hiện tại hắn rõ ràng tại sao cổ đồng luyện chế binh khí tại sao đáng sợ như thế. Nhưng này cũng bất quá là gia nhập một điểm sáng đạo chú văn mà thôi, năng. Lượng tăng lên nhiều lần. Đây là nhị trọng sáng đạo chú văn năng lực. Không biết tam trọng sáng đạo chú văn sẽ là ra sao. Trầm tường hiếu kỳ vô cùng, hắn cảm thấy không cần đem nhị trọng sáng đạo chú văn lĩnh ngộ. Xong, cũng có thể đi lĩnh ngộ đệ tam trọng sáng đạo chú văn nhưng cần thời gian rất lâu là được rồi giang tư lệ thành công tiến hóa nàng một ngày liền có thể ngưng hai hạt tinh hoàng như là đẻ trứng như thế trầm tường đem nàng cùng giang tư hoa thả hợp thời trong lĩnh vực chỉ là non nửa thiên thời gian các nàng liền tu luyện xong sinh kỳ công đồng hóa kết thúc các nàng mỗi ngày bốn hạt tốc độ cũng chỉ là năm ngày thời gian liền có thể ngưng ra hai mươi tinh hoàng cho tô mị giao đan linh tô tiểu giao ăn ba cái đan linh tiến hóa xong xuôi nếu như nếu cần các nàng một ngày liền có thể làm ra sáu cái tinh hoàng đến nghịch thiên có phải hay không mẹ kiếp sau đó ai bắt nạt ta ta dùng tinh hoàng đập hắn đại gia trầm tường trong tay cầm sáu cái tinh hoàng ha ha cười khúc khích lên hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong ngao nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như không uổng phí tần xương tuy rằng kinh ngạc nhưng đã quen nàng từ u dao sơn trang bên trong đi ra đem tinh hoàng thả vào truyền tống trận bên trên một cái rãnh trên. Sau đó mở ra truyền tống trận, không biết sẽ đi đến nơi nào, thực sự là chờ mong. Tần Xương nói xong, truyền tống trận đã mở ra. Chương 3387, cổ lang tộc. Dấu lớn truyền tống trận sau khi mở ra. Trầm Tường cùng Tần Xương lập tức đi tới một cái khác truyền tống trận. Mà nơi này vẫn như cũ là hồn yêu thánh lâm bên trong, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hồn yêu thánh lâm nha. Trầm Tường nhìn thấy bốn phía vẫn như cũ là rất nhiều cây cối, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết ra ra hắn tại sao muốn làm một cái truyền tống trận ở đây. Tần Sương còn tưởng rằng có thể truyền tống ra hồn yêu thánh lâm, Trầm Tường lấy ra lục đạo thân. "Kính, nói nói, ngươi tiến vào U Dao Sơn trang đi, ta đi chung quanh một chút." Nhìn nơi này có đặc biệt gì, hồn yêu thánh lâm rất lớn. Thái Dương lão tổ làm ra một cái truyền tống trận ở đây khẳng định có mục đích của hắn chỉ là hiện tại hắn còn chưa phát hiện mà thôi tần sương đã tiến vào u giao sơn trang bên trong trầm tường cưỡi lấy lục đạo thần kính ngang qua tại từng mảng từng mảng đại thụ bên trong mấy cái cây cối đều là to lớn tham thiên cổ thụ xem ra tựa hồ toàn thể muốn so với trước hắn gặp qua đại rất nhiều nơi này cây cối lớn không ít lẽ nào đây là hồn yêu thánh lâm một cái khác khu vực sao lẽ nào trước những kia hồn yêu cùng nhân loại chưa từng có đến cái nơi này trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, hắn khống chế lục đạo thần kính tiếp tục phi hành. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều thủy, phía trước cái kia một đám. Lớn đại thụ đều ngâm ở bên trong nước. Hắn đi tới một cái thủy vực cây cối sinh trưởng ở bên trong nước. Đại thụ một phần ba ngâm ở trong nước, đại thụ vẫn như cụ bích lục trường thanh. Có thể thấy được mấy cái thủy so không có để đại thụ chết héo trái lại có thể làm cho những cây to này trở nên càng thêm cao to sức sống càng thêm ngoan cường thật sự đi tới một cái không giống nhau khu vực trầm tường ở mảnh này thủy vực ngang qua sau một thời gian ngắn phát hiện bốn phía đều là thủy vô biên vô hạn đại thụ cũng tùy ý có thể thấy được không biết nơi này có hay không hồn yêu cái gì trầm tường nói nói đi tìm một chút xem liền biết rồi nơi này năng lượng tựa hồ muốn so với trước khu vực này mạnh nếu như nơi này có hồn yêu, vậy khẳng định là rất mạnh loại kia. Cũng không biết đây là một cái nơi nào. Tần Sương nói đạo, nàng đã đi tới lục đạo thần kính bên trên. Tay Ngọc đi đánh nơi này trong suốt thủy, ồ, phía dưới thật giống có đồ vật. Tần Sương cau mày nói nói, mau nhìn, là một điểm sáng, còn không nhỏ, trầm. Tường lập tức nhìn về phía Tần Sương chỉ dưới nước, quả nhiên có một cái rất lớn điểm sáng, cái. Này chẳng lẽ là ngạo thế cuồng hôn? trầm tường kinh ngạc nói nếu như là ngạo thế cuồng hồn vì sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn lớn như vậy ngạo thế cuồng hồn không chỉ lớn hơn nữa còn không nhiều tần xương để trầm tường khắp nơi đi một chút xem trầm tường để lục đạo thần kính phi hành đến trung quanh phát hiện đáy nước dưới sẽ thỉnh thoảng có ngạo thế cuồng hồn nhô ra đều là giống nhau đại lẽ nào mấy cái là ngạo thế hồn hà nước sông trầm tường kinh hô nếu như đúng là như vậy màn đêm vừa xuống nơi này liền nguy hiểm tần xương đối này hồn yêu thánh lâm cũng không biết cho nên nàng cũng không thể xác định chuyện gì thế này phía dưới có ngạo thế cuồng hồn hơn nữa còn là không kém ngạo thế cuồng hồn trầm tường cũng không dám mạo muội lặn xuống nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm chỉ có thể tiếp tục đi tìm truyền tống trận tần sương nói nói ông nội ta cần nên có lưu lại truyền tống trận ở đây nàng lấy ra tiểu trận kia vòng vèo bắt đầu cảm ứng trầm tường để lục đạo thần kính khắp nơi bay loạn hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này không đơn giản không phản ứng nha đây thực sự là một cái tà môn địa phương tần sương cau mày nói cảm giác nơi này và trước hồn yêu thánh lâm có sự bất đồng rất lớn nhưng cũng không nói ra được nơi nào không giống trầm tường chỉ có thể khắp nơi bay loạn tìm kiếm hồn yêu buổi tối nguyên bản hắn cho rằng ngạo thế cuồng hồn muốn từ trong nước nhô ra nhưng không có điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều nơi này ngạo thế cuồng hồn lớn như vậy một cái nếu như toàn bộ nhô ra vẫn là phi thường đáng sợ sau đó mấy ngày trầm tường đều tại tìm kiếm khắp nơi hồn yêu cũng không có để hắn thất vọng phía trước cây kia có một cái hốc cây cần nên như là bị sinh linh làm ra đến trầm tường rất xa liền nhìn thấy một cái hốc cây cái kia hốc cây còn không nhỏ tới gần sau đó hắn phát hiện cây đại thụ kia mặt sau càng nhiều cây cối đều có to to nhỏ nhỏ hốc cây khu vực này đại thụ đều có hốc cây như là một cái bộ tộc ở lại đây hoặc là nói nơi này chính là một cái thành thị trầm tường đã triển khai phản sức mạnh để cho mình ẩn thân hắn hiện tại còn không biết cái kia bộ tộc đến cùng là như thế nào nếu như là loại kia thích giết chóc thành tính hắn cũng không cần phải lộ diện nếu như là khá là bình thường có thể câu thông hắn cũng có thể đi hỏi một chút ẩn thân trầm tường tiến vào khu vực này lúc này phi thường yên tĩnh mà hiện tại đã là buổi trưa điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái lẽ nào nơi này là không đã di truyền trầm tường trong lòng có loại này nghi hoặc cũng không kỳ quái hơn nửa ngày nơi này nhưng như vậy yên tĩnh ngay ở hắn có loại ý nghĩ này thời điểm đột nhiên có một cái đồ vật từ trong hốc cây bay ra ngoài rơi trong nước nhìn kỹ trầm tường nhìn thấy rơi ra đến đồ vật là một người cả người như là bôi lên rất nhiều đen kịt đồ vật mà rơi vào trong nước sau đó bình tĩnh mặt nước đột nhiên chập trùng dầm một cái to lớn đồ vật bỗng nhiên từ trong nước bay lên lên tiến vào là một con cả người đen kịt như mực cá xấu lớn chỉ là cái miệng đó thì có dài mấy trượng cái kia cả người bôi lên màu đen đồ vật người tại cái miệng này bên trong có vẻ cực kỳ nhỏ bé cũng chỉ là miễn cưỡng đủ nhét kẽ răng mà thôi đúng cái kia người bị cá sấu lớn một miệng nuốt lấy cá sấu lớn trở lại trong nước trầm tường hít sâu một cái khí lạnh vừa nãy cũng chỉ là cá sấu lớn bốc lên một cái đầu đến nhưng cũng vô cùng lớn lao ẩn giấu ở trong nước thân thể lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được trầm tường lấy lại tinh thần sau đó nhìn chung quanh những cây to kia hốc cây trên rất nhiều người đều đứng hốc cây miệng nhìn vừa nãy tình cảnh đó nơi này lại có nhiều người như vậy đương nhiên hiện tại trầm tường cũng không cách nào xác định có phải loài người hay không hắn cẩn thận quan sát những người này từ ăn mặc đến xem đều không giống như là cổ xưa loại kia đều hiểu đến chế tác cực kỳ đẹp đẽ quần áo nhưng bọn họ tại sao muốn ở tại trong hốc cây đây đây chính là tại chúng ta nơi này xúc phạm quy củ kết cục mặc kệ ngươi là đến bản thân cái nào bộ tộc đi tới chúng ta cổ lang tộc chỉ cần xúc phạm chúng ta lập xuống quy củ sẽ bị bỏ lại đi nuôi cá một ông già đứng một cái hốc cây miệng cao giọng nói nói thứ này lại có thể là cái gì cổ lang tộc nghe tới cũng không phải là loài người trầm tường hiện tại đã biết rõ mới vừa rồi bị bỏ lại đi cái kia người là xảy ra chuyện gì, hóa ra là chịu đến trừng phạt, bị bỏ lại thủy nuôi cá. Có thể thấy được cái kia cá sấu lớn vẫn là rất mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này khẳng định có thật nhiều loại này cá sấu lớn, nơi. Này cần nên có thể tiếp nhận những tộc quần khác đi. Trầm tường quyết định chú ý, đi một cái hốc cây nhìn. Chỉ là hắn lục đạo thần kính phi hành đến không cao. Hắn đến sớm một cái rất thấp hốc cây mới có thể đi vào đại thụ bên trong, Trầm Tường tiếp tục. Khắp nơi bay loạn, hắn đột nhiên nhìn thấy có một đám người đứng một cái màu đen cá sấu lớn. Trên lưng như là tọa thuyền như thế lại đây. Sau đó tiến vào một gốc cây đại thụ trong hốc cây, nơi này cá sấu lớn hẳn là cái kia cái gì cổ lang tộc dưỡng. Trầm Tường rõ ràng, chương 3388, hồn hà tầng 3 dấu lớn trầm tường hiện tại cũng lặng lẽ tiến vào cái kia trong hốc cây hắn nhìn thấy những người kia từ hốc cây bên trên hạ xuống sau đó đi tới một cái cầu thang tiến vào đại thụ đỉnh chóp nơi này đại thụ khoảng cách rất xa thế nhưng đỉnh chóp tán cây bởi vì vô cùng lớn lao vì lẽ đó đại đa số đều là liên kết thô to cành cây có thể liên tiếp cùng nhau liền có thể mỗi cây đều đi đến trầm tường đã hiện ra thân đi tới cầu thang Lúc này hắn tại đại thụ thân cây bên trong, này bên trong đã bị đào hết rồi. Thế nhưng đại thụ lại tựa hồ như không chịu đến cái gì ảnh hưởng, nơi. Này đại thụ lại như là một đống đống to lớn nhà lầu nha. Như vậy cũng không sai, miễn cho chính mình muốn đi kiến tạo phòng ốc cái gì. Trầm tường đi tới bên trên, chính là một cái phi thường náo nhiệt trợ. Thân cây bên trong vẫn là rất lớn, tầng này liền có thể chứa đựng hơn một vạn người ở phía trên còn có rất nhiều tầng đây trầm tường ở đây nhìn thấy đều là người so không có trước gặp qua loại kia nửa người nửa thú hồn yêu đây rốt cuộc là một cái nơi nào đây trầm tường hiếu kỳ vô cùng hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới tìm tới một cái thích hợp địa phương lại đi hỏi một chút vẫn đi tới trầm tường cuối cùng cũng coi như đi tới một cái uống trà địa phương nơi này không phải dùng vạn đạo thần thổ giao dịch mà là sử dụng vạn đạo thần thổ tinh cũng may hắn không thiếu cái này vì lẽ đó hắn ở đây cũng có thể vô cùng giàu có hắn uống một hớp trà sau đó cảm nhận được vào miệng lối vào cái kia cỗ thuần hương cùng với tràn vào toàn thân dòng nước ấm trong lòng hắn không khỏi than thở một tiếng cũng không biết lấy cái gì làm uống ngon thật trầm tường phi thường hưởng thụ uống mấy chén sau đó lại muốn lưỡng ấm thả vào u dao sơn trang bên trong để bên trong nữ tử cũng nếm thử, tuy rằng uống trà không thể mang đến cái gì tăng lên, nhưng cũng có thể cho tinh thần mang đến một loại thoải mái, là một sự hưởng thụ. Có thể thả lỏng tâm tình, uống rất ngon, xem ra người nơi này phi thường hiểu được hưởng thụ. Tiểu bại hoại, ngươi mau mau đi tìm một chút xem, nơi này có hay không cái gì ăn. Long Tiết Di vội vàng hỏi, nàng nhưng là một cái tham ăn long. Thích ăn nhất ăn ngon đồ vật, trầm tường uống trà thời điểm nhìn thấy có một tên chán nản lão nhân đi vào chỉ là muốn bình thường nhất nước trà trầm tường lập tức nhấc theo hắn cái kia ấm tốt nhất trà đi qua lão tiên sinh ngươi là chính mình một người ta cũng là chính mình một người không bằng chúng ta tập hợp một bàn đi trầm tường lễ phép cười nói lão nhân ăn mặc vô cùng mộc mạc một thân áo xám có chút cũ kỹ trắng bệch nhưng hắn nhưng tinh thần sung mãn làm cho người ta một loại rất hoạt bát cảm giác phi thường tình nguyện lão nhân mặc dù không có nhìn thấy trầm tường. Trầm tường cái kia ấm rất đắt trà, hắn cũng rất tình nguyện. Dù sao hắn như vậy một cái lão già, rất nhiều người đều ghét bỏ tiểu. Tử trầm tường, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Trầm tường cho ông lão rót một chén trà sau, nói nói, tiết văn bác. Lão nhân cười ha ha, người trẻ tuổi, từ trên người ngươi khí tức đến xem. Người tựa hồ cũng không phải hồn tộc tiết lão thực sự là thật tinh tường, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Trầm tường trong lòng dùng mình, cười nói, ta là mới vừa tới đến chỗ này. Đối rất nhiều chuyện cũng không biết, không biết tiết lão có thể không báo cho một, hai, ngươi. Là nhân tộc bên kia tới được đi. Ở chỗ này, có loài người cùng hồn tộc phân chia, ta chính là nhân tộc. Chỉ có điều ta đến hồn tộc thời gian rất lâu. Tiết văn bác nói nói, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá lo lắng này cổ lang tộc coi như không tệ đối nhân tộc sẽ không có cái gì địch ý hồn tộc là ra sao tồn tại trầm tường thấp giọng hỏi lo lắng sẽ bị phụ cận hồn tộc đánh khạc khạc đều là ngạo thế cuồng hồn hóa thành tiết văn bác không nghĩ tới trầm tường thậm chí ngay cả cái này cũng không biết thì ra là như vậy nha trầm tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng cũng chính là hồn yêu tộc nhưng bởi vì hóa hình phi thường triệt để vì lẽ đó bề ngoài xem ra cùng nhân loại giống như đúc liền được gọi là hồn tộc tiết. Lão, trong nước ngạo thế cuồng hồn thật giống đều không nhỏ nha. Trầm tường lại nói, bởi vì trước hắn gặp qua ngạo thế cuồng hồn đều không nhiều lắm, đây. Chính là tầng thứ ba ngạo thế hồn hà, khẳng định không nhỏ. Tiết văn bác cười ha ha, uống một chén trà. Cho mình rót đồng thời cũng băng trầm tường châm trà, trầm tường sửng sốt nơi này lại là tầng thứ ba ngạo thế hồn hà, ở trên mặt này lại có thật nhiều bộ tộc mạnh mẽ. Hắn thật là không có nghĩ đến, cái kia truyền tống trận lại đem bọn họ truyền tống đến tầng thứ. Ba ngạo thế hồn hà, thái dương lão tổ truyền tống trận quả nhiên có tác dụng lớn đồ tần xương. Cũng bị chấn kinh đến không nhẹ. Trước bọn họ có thể đều cho rằng còn ở mảnh này hồn yêu thánh lâm bên trong. Chỉ là cho rằng đã rời xa đại bằng tộc bọn họ khu vực kia không nghĩ tới lại sẽ đến đến tầng thứ ba ngạo thế hồn hà tiết. Lão, người nghe nói qua sáng đạo chi địa sao? Trầm tường lại hỏi, một tầng ngạo thế hồn hà những kia hồn yêu đều nghe nói qua. Người nơi này tộc cùng hồn tộc khẳng định cũng đã từng nghe nói, đương. nhiên nghe nói qua, vậy cũng là tại tầng thứ sáu ngạo thế hồn hà, trên cao nhất. Tiết văn bác nhìn một chút phía trên, nói nói, còn ngăn cách hai cái ngạo thế hồn hà cũng không đủ thực lực, khó có thể đi đến nha, Bình. Thường muốn cái gì dạng thực lực mới có thể đi đến. Trầm tường hỏi, hắn nhưng là vội vã đi nơi nào tìm Thái Dương lão tổ cùng Đại Bằng lão tổ, hắn. Cũng không biết Đại Bằng lão tổ hiện tại ở phía trên địa phương. Nếu như muốn đi sáng đạo chi điện, nhất định phải đi qua nơi này, ngạo. Thế Thánh cảnh đỉnh phong thực lực đi, hơn nữa này còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Tiết văn bác lắc đầu nói nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chưa từng thử. Ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, cũng không dám đi thử nghiệm. Rất nguy hiểm, trầm tường cảm thấy hắn muốn đi đến, sẽ không có nhiều khó. Nếu như Thái Dương lão tổ lưu lại truyền tống trận, hắn cũng chỉ là tiêu hao một điểm tinh hoàng là được tiết văn bác mặc dù coi như chán nản. Nhưng hắn lại kia khí chất lại làm cho trầm tường cảm thấy hắn đã từng huy hoàng quá tiết lão, ngươi có phải là là mai danh ẩn tích cường giả? Trầm tường cười nói, ta xem ngươi có một loại không tầm thường khí thế. Không nên là như vậy, tiết văn bác tự diễu nở nụ cười. Ta đến không cần cái gì mai danh ẩn tích. Ta chỉ là rời đi nguyên lai ta đã từng đến đỉnh phong địa phương, tới chỗ này tĩnh tâm, có. Thể không cùng ta nói một chút. Xem ra tiết lão ngươi đã từng là một cái quát tháo phong vân. Nhân vật nha trầm tường hết sức tò mò lại gọi một bình càng tốt hơn trà xem ở ngươi mời ta uống trà phần trên ta rồi cùng ngươi nói một chút đi ngươi không nên cười thoại ta là được rồi tiết văn bác quả nhiên là một cái có cố sự lão nhân ta đương nhiên sẽ không chuyện cười ngài trầm tường nói đạo nhân tộc cùng hồn tộc có sự bất đồng rất lớn ngươi nên biết chưa nhân tộc vị trí khu vực không giống hồn tộc hồn tộc đều là đồng loại tụ tập cùng nhau tỉ như cổ lang tộc đều là do các loại ngạo thế cuồng lang hồn hóa thành sói tụ hợp lại một nơi cái gì hổ tộc đao tộc kiếm tộc đều là như vậy trầm tường gật gật đầu hắn hiện tại mới nghĩ đến ngạo thế cuồng hồn bên trong cũng là có đao kiếm mấy cái cuồng hồn bây giờ cũng có thể biến thành hình người mà nhân loại nhưng là yêu thích kiến tạo thành thị kiến tạo đế quốc kiến tạo môn phái lôi kéo các loại cùng chung trí hướng người đến sáng tạo một cái thế lực mạnh mẽ Tiết Văn Bác nói tới chỗ này, không khỏi thở dài, ta liền đã từng là một cái đế quốc đế hoang. Chương 3389, Tiết Văn Đế quốc. Dấu lớn trầm tường mặc dù biết Tiết Văn Bác bất phàm, nhưng vẫn không có nghĩ đến Tiết Văn Bác đã từng đến quá như vậy đỉnh cao, nhân tộc có hơn 10 đế quốc mà ta là Tiết Văn Đế quốc hoàng đế. Thực lực xếp hạng đệ ngũ đệ tứ như vậy đi. Tiết Văn Bác nói nói, Tiết Vân Đế quốc truyền thừa cũng không nhất định muốn truyền cho tử. Tôn cũng có thể truyền cho hoàng đế ưu tú đồ đệ hoặc là bên người người có năng lực mà. Ta chính là tiếp nhận sư phụ của ta vị trí, trở thành hoàng đế. Lúc đó thì có rất nhiều hoàng thân quốc thích không phục ta, muốn đoạt quyền. Cuối cùng ta không thể không đem bọn họ nắm lên đến trục xuất Tiết Vân Đế quốc trầm. Tường nghe đến đó, nói nói, Tiết lão xem ra ngươi cũng không phải một cái hợp lệ người nắm quyền, tuy rằng này phi thường tàn khốc. Thế nhưng ngươi lúc đó cần nên đem bọn họ toàn bộ giết chết đi, vĩnh trừ hậu hoạn, tiết. Văn bác thật dài thở dài, uống một chén trà, gật đầu nói, xác thực như vậy. Ta quá mức lòng dạ mềm yếu, vì lẽ đó ta không thích hợp làm đế hoàng, rất. Hiển nhiên, tiết văn bác bị lúc trước hắn để cho chạy đám kia hoàng thân quốc thích cho giết. Ngược lại, mới sẽ như vậy chán nản, ta không có nhi nữ ta đế vị tương lai cũng là truyền cho ta đồ đệ. Ta coi hắn là làm con ruột đối xử giống nhau, tương lai đế vị cũng nhất định là của hắn. Nhưng ta nhưng lơ là nhân tính. Tiết văn bác nói nói. Bởi vì hắn lưu luyến trên lúc trước bị ta đuổi ra tiết vân đế quốc hoàng nữ. Tại hoàng nữ rực dây bên dưới, hắn sớm soán vị, đối với ta dùng kịch độc trầm. Tường cao mày hỏi, tiết lão, vậy ngươi hiện tại độc giải khai hay chưa tiết? Văn bác gật gật đầu, đã giải khai, loại kịch độc này quấy nhiễu ta mấy trăm năm. Năm ngoái vừa giải khai, chờ trải qua một thời gian nữa. Thực lực của ta liền có thể khôi phục như cũ tiết. Văn bác có thể trở thành là nhân tộc một cái đế quốc hoàng đế. Khẳng định nắm giữ rất mạnh thực lực, nhất định là ngạo thế thánh cảnh đình phong tu vi, ngươi. Đồ đệ cũng vẫn tính có chút nhân tính, hắn đem ngươi để cho chạy không phải. Trầm tường nói nói, là chính ta đào tàu lúc trước hắn nhưng là phải đem ta đuổi tận giết tuyệt. Tiết văn bác lúc này vẻ mặt bình thản, những năm gần đây hắn đã đã thấy ra, ngươi. Cái kia đồ đệ cần nên vẫn không có ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong tu vi đi. Hắn cũng có thể làm tiết vân đế quốc hoàng đế sao? Người khác sẽ phục hắn sao? Trầm tường hỏi, đương nhiên sẽ không, thế nhưng ngươi đừng quên cùng với hắn hoàng nữ này hoàng nữ bây giờ khống chế quyền to, mà khi sơ những kia hoàng thân quốc thích đều trở về. Toàn bộ tuyết vân đế quốc đều bị bọn họ khống chế, bởi vì bọn họ phi thường tham lam. Dẫn đến tuyết vân đế quốc lúc này đâu đâu cũng có oán giận âm thanh. Đã có không ít người rời đi tuyết vân đế quốc, sau Đó bọn họ vì hạn chế người rời đi, còn tới nơi phong thành, không cho phép tùy ý rời đi. Nếu như muốn rời đi, phải ra một số lớn vạn đạo thần thổ tinh, tiết văn bác chỉ hận chính mình lúc trước do dự thiếu quyết đoán bằng không căn bản sẽ không để tuyết vân đế quốc biến thành như vậy tiết lão ngươi có trở lại dự định sao tuyết vân đế quốc bây giờ trở nên như vậy trách nhiệm của ngươi rất lớn này có lỗi với ngươi sư phụ lúc trước đối với ngươi kỳ vọng nha trầm tường để tiết văn bác rơi vào bi thương bên trong cái này cũng là hắn nhiều năm qua không cách nào thả xuống hắn cũng không quan tâm cái gì đế vị lúc trước hắn cũng không muốn làm thế nhưng sư phụ hắn không đem đế vị giao cho những kia hoàng thân quốc thích cũng là có nguyên nhân chủ yếu là quá tham lam vì lẽ đó tiết văn bác chính hắn cũng không thể đem đế vị tặng cho đám kia kẻ tham lam cuối cùng tiết văn bác chỉ có thể chính mình lên nhưng hắn nhưng làm sai một chuyện chính là lúc trước buông tha đám kia tham lam ra hòa liền như trầm tường vừa nãy từng nói hắn loại tính cách này không thích hợp làm đế hoàng ta có trở lại dự định nhưng không phải hiện tại tiết văn bác nói nói những năm gần đây ta khắp nơi du lịch chính là muốn nhìn một chút có thể hay không lôi kéo đến người nào nhưng cũng không thành công hồn tộc là tuyệt đối sẽ không tham dự nhân tộc loại tranh đấu này mà những người khác cũng không muốn mạo hiểm trầm tường thấp giọng nói nói hồn tộc cũng không phải là không muốn tham dự mà là cũng không đủ lợi ích bọn họ là sẽ không làm chuyện như vậy tiết văn bác suy nghĩ một chút gật đầu nói xác thực như vậy không có lợi ai cùng ngươi làm chuyện như vậy tiết văn bác đã có một cái kế hoạch chính là đi tích lũy của cải như vậy mới có thể làm cho hồn tộc cùng hắn đi tấn công tiết vân đế quốc ta ngược lại thật ra có một ý kiến nhưng không biết có người hay không xác thực tiết văn bác đột nhiên nói đạo hắn đột nhiên cảm thấy trầm tường đối quyền thế tranh đấu mấy cái hiểu lắm, chỉ ít so với hắn rõ ràng hơn nhiều, ý định gì? Trầm tường liền vội vàng hỏi, tại tuyết vân đế quốc bên trong có một cái cấm địa. Cái này cấm địa khó có thể đi vào, thế nhưng sư phụ của ta trước nhưng tiến vào. Hắn cũng là sau khi đi vào liền cũng lại không từng xuất hiện. Tiết văn bác nói, nói nói, sư phụ của ta đã nói. Cấm địa bên trong có một cái cổ xưa truyền tống trận. Có thể thả ra mạnh mẽ lực lượng không gian. Có thể đem người truyền tống đến ngạo thế hồn hà tầng thứ năm. Có thể càng thêm tiếp cận tầng thứ sáu tầng. Thứ sáu chính là sáng đạo chi địa, nếu như có thể lập tức đi đến tầng thứ năm. Đây quả thật là là phi thường chuyện không tồi ta. Đưa cái này tin tức công bố ra ngoài, để tuyết vân đế quốc hoàng cung đại loạn. Đến thời điểm ta liền có thể có cơ hội để lợi dụng được. Tiết văn bác nói nói, nhưng tiền đề là ta phải có đủ thực lực hơn nữa còn đến có người tin chuyện này mới được có. Thể truyền tống cổ xưa truyền tống trận rất rõ ràng chính là Thái Dương lão tổ bọn họ lưu lại. Hơn nữa còn có kết giới bảo vệ, có thể phi thường khẳng định, tiết lão, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng ngươi không muốn đem cái kia cấm địa sự tình để lộ ra đi. Trầm tường đột nhiên nói nói, ô, tiết văn bác nhìn thấy trầm tường bất quá là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ khoảng trường trái phải tu vi, lại có thể giúp hắn, ta có cái này. Trầm tường lặng lẽ lấy ra một khối tinh hoàng, thấp giọng nói nói. Ở đây có rất ít vật này đi, trầm tường muốn đi đâu cái cấm địa. Hắn muốn mở ra trước truyền tống trận hướng về ngạo thế hồn hà tầng thứ năm, tiết văn bác hốt. Một ngụm khí lạnh, đây chính là tinh hoàng nha, ở chỗ này xác thực phi thường ít ỏi thấy. Tại tuyết vân đế quốc bên trong tổng cộng cũng chỉ xuất hiện quá 10 khối hắn lúc trước cũng từng chiếm được lưỡng khối nhỏ nhưng cuối cùng lúc tu luyện dùng nơi này tuy rằng lưu thông lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh thế nhưng tự nhiên sinh ra tinh hoàng cũng rất ít đều cần luyện chế đến hắn từ cái kia ngạo thánh thành thành chủ con trai trình thiếu nhân được cũng chỉ là rất nhỏ một khối cái kia chính là tự nhiên dựng dục ra đến trầm tường khối này rất lớn tuy rằng chỉ là tỏa ra hào quang nhỏ yếu nhưng theo tiết văn bác suýt chút nữa tránh mù hắn lão mắt ngươi tất nhiên có mục đích gì mới sẽ giúp ta tiết văn bác nói đạo trầm tường đã đem khối này tinh hoàng thu hồi đến rồi ta cần tiến vào cái kia truyền tống trận ta muốn đi ngạo thế hồn hà tầng thứ năm trầm tường nói nói cái kia cấm địa rất hiển nhiên ở trong hoàng cung chỉ có ngươi đoạt lại đế vị ta mới có thể có thời gian đi thử xem làm sao tiến vào cấm địa được thế nhưng ngươi cụ thể muốn giúp thế nào ta Tiết văn bác hỏi ta. Cho ngươi mười khối vừa nãy loại kia tảng đá, đủ ngươi chiêu binh mãi mã sao? Trầm tường cười nói, được rồi. Tiết văn bác cả kinh. Trầm tường lại có mười khối nhiều như vậy, cũng không biết là từ nơi nào đến. mươi 3390, dạ cô lang. Dấu lớn, tiết lão, thật là không có nghĩ đến ta ở đây lại sẽ đụng với một cái đế hoàng. Vận khí ta không sai nha trầm tường lặng lẽ cười đạo sau đó cho tiết văn bác châm trạc kỳ thực ngươi có chỗ không biết tại cổ lang tộc nơi này có thật nhiều chán nản đại nhân vật không chỉ là nhân tộc cái khác hồn tộc tên to xác cũng không có thiếu nơi này tiết văn bác nói nói chủ yếu là bởi vì cổ lang tộc hoàn cảnh của nơi này rất tốt phi thường an toàn cổ lang tộc bên trong cao tầng phi thường chú trọng quy tắc một khi có người trái với như vậy nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị nghiêm trọng còn có thể làm mất mạng trầm tường trước liền gặp qua một cái da hỏa bị ném vào trong nước cho ăn cá sấu cổ lang tộc có phải là dưỡng có thật nhiều cá sấu ở đây vô cùng lớn lao ta trước liền có thấy một cái bị đồ đen bỏ lại đi trầm tường hồi tưởng lại loại kia cá sấu lớn trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hoảng sợ bôi lên đồ vật là chuyên môn dụ dỗ cá sấu nếu như trên người không có bôi lên những kia màu đen đồ vật trong nước cá sấu sẽ không công kích ngươi nơi này cổ lang ngạc đều phi thường nghe lời tiết văn bác cười ha ha mọi người mặc dù biết cổ lang ngạc đều nghe lời nhưng không có người dám ở bên trong nước chạy loạn nghĩ đến phía dưới có thật nhiều thân dài mấy chục trượng siêu cấp cá sấu lớn ai cũng sẽ không dưới đi chạy loạn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ trầm tường hiện tại cũng hiểu rõ cổ lang tộc đây là một cái phi thường nghiêm cẩn bộ tộc đặc biệt quy tắc của nơi này. Bởi vậy hấp dẫn rất nhiều đến tránh cử nhân loại cùng hồn loại, mặc dù là trong ngày thường làm. Nhiều việc ác gia hỏa, đi tới nơi này cũng đến đàng hoàng, một khi ở đây quấy rối Bị cổ lang tộc nắm lấy, kết cục đều rất thảm, tiết. Lão, ta tin được ngươi, đây là trước tiên đưa cho ngươi. Trầm tường cho tiết văn bác một khối tinh hoàng. Đầy đầy đủ ngươi tạm thời chiêu binh mãi mã trực tiết văn bác nhận lấy sau đó khẽ mỉm cười ngươi làm sao liền như vậy tin được ta ngươi liền không sợ ta cầm ngươi tinh hoàng chạy mất sao ngươi tự hồ đối với nơi này rất nhiều chuyện không biết hiện tại ngươi chỉ ít nghe ta nói một cái cố sự mà thôi sẽ tin ta ngươi lẽ nào liền không cho là ta là nói bừa sao trầm tường uống một hớp trà cười nói ta trầm tường xem người luôn luôn rất chuẩn Ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, nếu như bị ngươi lừa, vậy cũng là chính ta mắt mù. Coi như làm mua cái giáo huấn, trầm tường sống thời gian dài như vậy. Gặp qua rất rất nhiều người, điểm ấy ánh mắt vẫn có tiết. Lão, người nghe nói qua tại ngạo thế hồn hà hồn yêu tộc sao? Trầm tường bây giờ cùng Tiết Văn Bác tán gẫu đến mức rất quen. Cũng dám hỏi một ít chuyện, đương nhiên nghe nói qua, cái kia là một cái tân sinh bộ tộc chúng ta trước thì có không ít nhân loại xuống quá tiết văn bác nói nói tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà nhưng là trẻ trung nhất ngạo thế hồn hà trẻ trung nhất ta còn tưởng rằng tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà là cổ lão nhất đây trầm tường nói đạo tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà bên trong cuồng hồn không phải tu luyện tăng lên sau đó liền tiến vào tầng thứ hai sao sau đó tầng thứ hai lại tiến vào tầng thứ ba vẫn hướng về tiến lên tiết Văn bác gật gật đầu, là như vậy không sai. Thế nhưng ban đầu cuồng hồn đều là từ sáng đạo chi địa bên trên lưu lạc hạ xuống. Tầng thứ sáu là sáng đạo chi địa từ phía trên lưu lạc hạ xuống cuồng hồn đi tới tầng thứ năm. Sau đó sinh sôi sau một khoảng thời gian, lại rơi xuống một nhóm, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng hình thành đệ nhất ngạo thế hồn hà, ngạo. Thế cuồng hồn sinh sôi phương pháp chính là phân liệt. Tiết văn bác cầm lấy một chiếc lá, đem lá cây xé ra, nói nói, một cái ngạo thế cuồng hôn. Phân liệt thành hai cái, lá cây bị xé thành hai mảnh sau đó. Tiết văn bác lại tiếp tục kéo xuống đi, cuối cùng xé thành rất rất nhiều tiểu mảnh vỡ, mấy. Cái tiểu mảnh vỡ chính là tầng thứ nhất ngạo thế cuồng hôn. Mà một toàn bộ lá cây chính là sáng đạo chi địa cuồng hôn. Đương nhiên, tiểu mảnh vỡ cũng có thể sinh trường hấp thu chất chứa tại hồn hà bên trong hồn lực tiến hóa thành đại mảnh vỡ. Cuối cùng trở lại sáng đạo chi địa, bởi vậy, sáng đạo chi địa đại cuồng hồn trước sau có thể duy trì không suy nhược mà có một ít cuồng hồn tại nhờ số trời run rủi sẽ xuất hiện linh tính, tiến hóa thành sinh linh. Chính là hồn tộc hoặc là hồn yêu tộc cuồng. Hồn hóa ra là nhân vật như vậy, ta bây giờ mới biết. Trầm Tường lúc này đối ngạo thế cuồng hồn hiểu rõ lại nhiều không ít, sáu Tầng ngạo thế cuồng hồn, lẫn nhau chi đều có một loại phi thường huyền diệu liên hệ. Một tầng ngạo thế cuồng hồn tiến hóa sau đó sẽ đến đến hai tầng. Mà hai tầng ngạo thế cuồng hồn có lúc cũng sẽ rơi một tầng phân liệt thành rất rất nhiều. Hai tầng, ba tầng cũng là mối liên hệ này, cảm giác là lẫn nhau duy trì mối liên hệ này. Có thể làm cho sáu tầng ngạo thế hồn hà cuồng hồn có thể sinh sôi liên tục. Rất là huyền diệu, Tiết Văn Bác lại nói, uống qua trà sau đó tiết văn bác xin mời trầm tường đến trụ sở của hắn đi là tại trên một cây đại thụ diện một cái hốc cây cây đại thụ kia trên thì có mấy trăm hốc cây bên trong đều là từng cái từng cái động phủ mấy cái hốc cây đều là cổ lang tộc kiến tạo gia thụ tuy rằng rất nhiều cây cối đều không có đào bới động phủ nhưng mọi người cũng không dám tự ý đi đào động tại cổ lang tộc đây là bất động tiết văn bác nói nói cổ lang tộc cũng cần kiếm lấy tài nguyên vì lẽ đó mọi người đều có thể hiểu rõ tiết lão ngươi trong lòng có kế hoạch gì hay chưa ta nghĩ nhanh lên một chút đi xem xem tiết vân đế quốc bên trong truyền tống trận trầm tường nói nói có ở đây có một con tính cách quái lạ mạnh mẽ cổ lang tiết văn bác nói nói cái tên này si mê binh khí vẫn muốn tìm kỹ vật liệu luyện chế binh khí tuy rằng hắn đã tìm được một hạt sáng đạo thánh thạch nhưng cũng kém một khối phẩm chất tốt tinh hoàng cái tên này mạnh bao nhiêu cổ lang tộc có thể kinh sợ nhiều như vậy chạy trốn tới nơi này kẻ liều mạng đem chỗ này quản lý đến ngay ngắn có thứ tự liền biết cổ lang tộc gia hỏa đều phi thường lợi hại ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong trời tối ta liền đi tìm hắn người có muốn hay không cùng đi với ta tiết văn bác nói nói cái tên này tính cách rất quái lạ tại buổi tối hắn hốc cây đều là mở ra nếu như có chuyện tìm hắn có thể trực tiếp đi vào được trầm tường âm thầm chờ mong lên trời tối trầm tường theo tiết văn bác tại đại thụ trên tán cây đi tới mặt khác một thân cây liền như vậy vẫn đi tới trầm tường cũng không nhớ rõ đi qua bao nhiêu cây cây này chính là chính hắn chúng ta từ nơi này liền có thể trực tiếp xuống tiết văn bác mang theo trầm tường tiến vào đại thụ một cái hốc cây chỉ là tiến vào hốc cây trầm tường cũng cảm giác được một luồng rất mạnh khí tức để hắn cảm thấy so đối mặt đại bằng lão tổ thời điểm càng thêm có áp lực con này cổ lang thực lực quả nhiên đáng sợ ở đây mạnh mẽ cổ lang đều là không có tên chỉ có tên gọi mà tiết văn bác tìm đến con này cổ lang chính là có tên gọi gọi dạ cô lang là chính hắn lấy người nào bên trong truyền đến một đạo trầm lạnh mà thanh âm khan Khàn, Tiết Văn Bác, Tiết Văn Bác nói xong, nhìn một chút trầm tường, trầm tường, trầm. Tường cũng liền bận bịu báo lên tên của chính mình, hai người bọn họ đều tại hốc cây một cái. Rộng rãi trong sảnh, một cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một tên thân hình cao lớn. Đầy mặt tròm dâu người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên vừa ra tới. Cặp kia như là chó sói con mắt đánh giá trầm tường cùng tiết văn bác. Trong ánh mắt mang theo một loại lạnh lẽo thế, để trầm Tường nội tâm âm thầm hoảng sợ. Đây thật sự là một cái kẻ rất đáng sợ. Chương 3391, Cô Lang tiểu đội. "Dấu lớn, ngồi." Dạ Cô Lang lạnh lùng nói, trầm Tường trước khi tới. Cũng đã biết này Dạ Cô Lang là như vậy tính cách, vì lẽ đó cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao như vậy một cường giả có thể gọi hắn ngồi đã rất tốt, Tiết Văn Bác cùng trầm Tường sau khi ngồi xuống dạ cô lang cũng ngồi ở một tấm rất lớn trên ghế chuyện gì nói dạ cô lang phảng phất một chữ quý như vàng nói chuyện rất ngắn gọn tới nơi này tìm dạ cô lang đều là có việc cùng dạ cô lang không quen tới nơi này tìm hắn tán gẫu cái kia chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài nghiêm trọng có thể sẽ bị treo ở hốc cây miệng bên cạnh thị chúng ta đã từng là tuyết vân đế quốc hoàng đế Tiết Văn Bác nói nói, ta nghĩ đánh trở lại, làm lại đoạt lại đế vị. Khống chế Tiết Văn Cung, rất khó, ta không được. Dạ cô lang lập tức nói, hắn tự hồ nghe đến tên Tiết Văn Bác lúc. Cũng đã biết Tiết Văn Bác là ai, đây là thù lao. Tiết Văn Bác lấy ra trầm tường cho hắn tinh hoàng. Hơn nữa ta còn có thể đi tìm cái khác giúp đỡ, cũng không chỉ là một mình ngươi. Quá một quãng thời gian ta có thể khôi phục thực lực làm lại nắm giữ ngạo thế thánh cảnh đình phong tu vi, cũng sẽ tham dự chiến đấu, dạ. Cô lang nhìn tiết văn bác trong tay tinh hoàng, cặp kia ánh mắt lạnh như băng tựa hồ giấy lên hỏa diễm. Đây chính là hắn thứ cần thiết nhất, dạ cô lang thực lực rất mạnh. Trầm tường cảm thấy một khối tinh hoàng tựa hồ có hơi keo kiệt. Sau đó hắn lại tự tiện chủ trương, lấy ra một khối tinh hoàng, vứt cho dạ cô lang. Khối này là dự chi đưa cho ngươi, chờ sau khi chuyện thành công người phải nhận được khối thứ hai tinh hoàng ba cái thiếu nữ đan linh một ngày liền có thể ngưng ra vài khối tinh hoàng chuyện này với hắn tới nói không đáng kể chút nào hắn chỉ là muốn để dạ cô lang càng thêm yên tâm gia nhập vào sớm một chút bắt tuyết vân cung hai khối tinh hoàng hơn nữa còn là phẩm chất vô cùng tốt loại kia dạ cô lang cũng đã gặp tinh hoàng thế nhưng những tinh hoàng đó đều rất nhỏ phẩm chất cũng không tốt lắm, kém xa trầm tường cho khối này lớn như vậy, ngươi. Cộng tìm mấy người, Dạ Cô Lang đã động lòng. Dù sao cũng là hai khối phẩm chất rất tốt tinh hoàng, nếu như chính hắn muốn đi thu thập, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian, chỉ ít tám cái. Tiết Văn Bác hiện tại cũng nói không chừng, bởi vì ta không biết có thể hay không tìm đủ, thù. Lao bao nhiêu? Dạ Cô Lang lại hỏi, chí ít một khối như vậy tinh hoàng nếu như có thể như ngươi mạnh như vậy ta có thể cho hai cái tiết văn bác nói nói ngươi cho ta mười khối tinh hoàng ta sẽ giúp ngươi tìm mười cái dạ cô lang nói xong lại bổ sung ta cũng gia nhập tiết văn bác nhìn một chút trầm tường không thành vấn đề thế nhưng sau khi chuyện thành công lại cho trầm tường hiện tại đương nhiên là có đầy đủ tinh hoàng một tháng sau thấy dạ cô lang nói nói tiết văn bác gật gật đầu sau đó cùng trầm tường rời đi dạ cô lang quả nhiên rất mạnh nha hắn chọn người cần nên cũng là bằng hữu của hắn trầm tường nói nói đúng tuy rằng hắn tính cách quái gở nhưng vẫn có không ít bằng hữu ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ chính mình nuốt lấy những tinh hoàng đó tiết văn bác cười nói hắn gọi tới những bằng hữu kia nói không chắc đều là nợ hắn nhân tình dạ cô lang si mê binh khí chi đạo cần đại lượng vật liệu đi luyện chế hắn cũng hết sức tò mò trầm tường vì sao lại có như thế nhiều tinh hoàng chỉ là không hỏi ra đến mà thôi chuyện như vậy có thể đều là bí mật tiết lão thời gian một tháng ngươi có thể khôi phục hay chưa trầm tường đến thời điểm cũng sẽ không đi đánh hắn chỉ là đang đợi tiết văn bác bọn họ thành công sau đó sẽ đi tiết vân cung có thể vì lẽ đó hiện tại bắt đầu ta cũng phải bế quan Tiết Văn Bác nói nói, Tiết Văn Bác tiến vào phòng của mình sau đó. Trầm Tường cũng rời đi Tiết Văn Bác hốc cây, hắn muốn đi dạo cái này cổ lang tộc không? Biết nơi này có hay không đan dược? Trầm Tường trước quên hỏi Tiết Văn Bác, sẽ? Không có, nơi này dù sao không phải là nhân tộc địa phương. Hồn tộc chắc chắn sẽ không đi nghiên cứu loại đồ chơi này. Tô Mị Giao nói nói, trầm tường khắp nơi hỏi thăm một chút, quả thế, thế nhưng, hắn lại phát hiện cổ lang tộc phi thường tinh thông luyện khí này ngược lại là để hắn cảm thấy khá là kinh ngạc hắn còn tưởng rằng dạ cô lang si mê binh khí chỉ là ví dụ không nghĩ tới toàn bộ cổ lang tộc đều là như vậy hắn đi tới cổ lang tộc chủ yếu nhất khu vực tại khu vực này mấy chục cây đại thụ đều là to lớn nhất ở đây mở cửa hàng đều là cổ lang tộc thành viên tại kinh doanh để nơi này cũng vô cùng náo nhiệt cổ lang tộc ở đây nhiều nhất chính là các loại thần khí cửa hàng trầm tường đến xem một hồi, cổ lang tộc luyện chế thần khí chủng loại đa dạng. Đủ loại thần binh, phòng ngự thần khí thần giáp loại hình cũng rất nhiều. Hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng vô cùng tốt, chỉ là hắn không có nhìn thấy chính mình thỏa mãn. Lòng tiết di tô mị giao các nàng sử dụng thần khí đều là tiết tiên tiên các nàng mấy nữ luyện. Chế ra đến, đều là các nàng chế tạo riêng, cho nên bọn họ cũng không lọt mắt cổ. Lang tộc thực sự là một cái kỳ lạ bộ tộc nha trầm tường từ một gian loại cỡ lớn thần khí bên trong cửa hàng đi ra trong lòng thán phục nơi này xác thực không có đan dược gì cửa hàng bởi vì này tầng thứ ba ngạo thế hồn hà đều là thủy khó có thể dựng dục ra các loại kỳ hoa dị thảo mặc dù là nhân tộc khu vực cũng không nhất định có đan dược gì đối này trầm tường cũng chỉ có thể từ bỏ hiện tại hắn muốn luyện chế càng tốt hơn đan liền cần càng thêm cấp cao dược liệu, khả năng sáng đạo chi địa sẽ có. Tô Mị Giao nói nói, chính là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi đến, rất nhanh sẽ có thể đi đến. Trầm Tường nói nói, này đều muốn dạ cô lang bọn họ. Chỉ mong ta tinh hoàng không bỏ phí, Trầm. Tường trong tay còn có hai hạt sáng đạo thánh thạch. Chỉ là không có người giúp hắn luyện chế mà thôi, sau đó một tháng bên trong trầm tường đem cổ lang tộc đi dạo một cái hắn chủ yếu cũng chỉ là ăn ăn uống uống bởi vì long tiết di thích ăn nhất uống hắn còn đặc biệt đưa cái này tham ăn long thả ra mang theo nàng khắp nơi ăn trầm tường trở lại tiết văn bác trong hốc cây tiết văn bác cũng đã xuất quan khí thế của hắn cũng mạnh không ít tiết lão đến thời điểm ta có thể không tham chiến ta chỉ là tại phụ cận chờ tin tức tốt của ngươi trầm tường nói đạo thực lực của hắn như vậy yếu mà nhân loại nơi này đều lợi hại như vậy. Hắn tham chiến tác dụng cũng sẽ không quá to lớn, đây là đương nhiên. Tiết văn bác cười nói, trầm tường nhưng là ra rất lớn lực. Những tinh hoàng đó liền không phải như vậy dễ dàng cho tới. Trầm tường có thể trợ giúp hắn mời chào cường giả. Chính là băng to lớn nhất khó khăn, tiết văn bác mang trầm tường đi tìm dạ cô lang. Dạ Cô Lang đã tìm đủ giúp đỡ, thêm vào chính hắn tổng cộng 11 cái. Hắn tìm đến 10 cái có nhân loại cũng có hồn loại, thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn họ đều mang theo mặt nạ, rất hiển nhiên là không muốn để cho người biết bọn họ là ai, xuất phát. Dạ Cô Lang nói đạo, một cái mang theo ngân mặt nạ người bước nhanh đi ra ngoài. Hắn từ hốc cây nhảy xuống, biến thành một con có cánh to lớn sói bạc, đây là một con sói ưng có thể phi hành, sói ưng phần lưng rất lớn. Chạm dưới hơn 20 cái tráng hán đều không là vấn đề. Huống chi trầm tường bọn họ gộp lại cũng mới chừng 10 cái mà thôi, đi tới. Dạ cô lang trước hết nhảy đến sói ưng phần lưng. Sau đó mọi người cũng đi theo sát, đi tới sau đó, mọi người đều trực tiếp ngồi xuống. Sói ưng có một tầng rất mềm mại màu bạc lông thú, ngồi ở bên trên phi thường thoải mái mươi 3392, lôi hỏa chấn động. Dấu lớn lang ưng nhào động cánh ngang qua tại trong rừng cây. Cũng may nơi này đại thụ khoảng cách đều khá xa. Bằng không lang ưng cánh vẫn đúng là không dễ mở rộng, đi tới một chỗ không có cành lá che chắn. Địa phương sau đó, lang ưng mới bay lên phía trên vùng rừng rậm, có một con lang ưng mang theo. Phi hành, liền không cần cưỡi lấy mặt nước cổ lang ngà bằng không còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến tuyết vân đế. Quốc trước tiên đi Lam Tuyết Thành. Dạ cô lang nói nói, tại sao? Tuyết văn bác hỏi, ta còn tưởng rằng trực tiếp đi tuyết vân đế thành, Lam. Tuyết thành ẩn giấu đi tuyết vân đế quốc một luồng sức mạnh thần bí. Một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim người nói nói. Nguồn sức mạnh này là trước đế hậu người trong bóng tối phát triển ra đến. Lúc trước bọn họ cướp ngươi đế vị thời điểm, liền nguồn sức mạnh này đều chưa dùng tới. Vì lẽ đó vẫn ẩn núp ở nơi đó, dạ cô lang người ở bên cạnh có thể đều là hảo thủ. Mỗi một người đều rất mạnh, cũng không biết bọn họ đều là làm gì. Lại có thể biết công việc bề bộn như vậy. Những chuyện này có thể đều là tiết văn bác cũng không biết, làm. Tiết thành mặc dù coi như là một cái phi thường cằn cỗi địa phương thế nhưng mỗi một quãng thời gian đều có người lặng lẽ đưa vào lượng lớn tài nguyên. Sau đó trải qua điều tra của chúng ta, phát hiện nơi đó ẩn giấu chỉ ít 10 cái thực lực cùng chúng ta tương đương ngạo thế thánh cảnh. Đỉnh phong, cái kia mặt nạ màu vàng kim người lại nói, lúc trước người thật không nên để cho chạy bọn họ. Một cái mộc sắc mặt nạ người nói nói, bọn họ tựa hồ cũng biết tiết văn bác sự tình, tiết văn bác chỉ có thể khe khẽ thở dài một hơi, đây quả thật là là hắn sai, như. Vậy Tiết Vân Cung sức mạnh đây, cường sao, đóng tại tuyết Vân Cung cường giả quá nhiều, đánh tới đến chẳng phải là sẽ hủy diệt Tiết Vân Cung. Trầm tường nói đạo, hắn có chút bận tâm sẽ hủy diệt cái kia cấm điện chúng. Ta sẽ tận lực tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Mặt nạ và người nói nói, tuyết. Vân cung người bên trong cũng rất mạnh, có ít nhất 20 ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thế nhưng chúng ta sẽ không trực tiếp cùng bọn họ chính diện giao phong. Đem Lam Tuyết Thành bên trong đám kia người giết chết sau đó, sẽ đi Tuyết Vân Đế Thành. Đến thời điểm chúng ta sẽ có kế hoạch từng cái dẫn ra giết chết các. Người không cần lo lắng quá mức, chúng ta làm chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, này. Mười cái người đeo mặt nạ đều rất mạnh, hơn nữa không giống dạ cô lang lạnh như vậy băng băng cũng không biết bọn họ bình thường đều là làm cái gì, hiện tại như vậy thần thần bí bí, được. Tiết văn bác nói đạo, hắn chỉ muốn làm lại khống chế tiết vân đế quốc. Bù đắp trước sai lầm, mà trầm tường thì cần muốn cái kia cấm địa. Hắn muốn từ cấm địa trước truyền tống trận hướng về ngạo thế hồn hà tầng thứ năm. Điều này có thể để hắn càng thêm tiếp cận cùng sáng đạo chi địa đại. Ca ta cây đao kia lúc nào luyện chế tốt. Mặt nạ và người hỏi dạ cô lang, nhanh dạ cô lang lấy ra một cái trường đao màu đen đưa cho mặt nạ vàng người nói nói chính ngươi xem mặt nạ vàng người tiếp nhận sau đó nhìn kỹ phi thường hài lòng gật gật đầu tuy rằng còn không phải thành phẩm nhưng ta nhưng phi thường hài lòng rất tốt này thật giống là sáng đạo chú văn nha trầm tường đem đầu đến gần xem thử kinh ngạc nói cây đao này là dạ cô lang luyện chế mà dạ cô lang lại hiểu được sáng đạo chú văn điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, người biết sáng đạo chú văn. Dạ cô lang tự hồ muốn so với trầm tường càng thêm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chỉ có chính hắn biết loại đồ chơi này, trầm tường ở trong mắt hắn vốn là rất thần bí, loại kia phẩm chất tinh hoàng tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi. Như là ném tảng đá như thế, xa hoa như vậy ra hỏa hắn còn chưa từng nghe nói, có. Biết một, hai trầm tường nhìn cây đao kia bên trên sáng đạo chú văn nói nói đây là thuộc tính xét sáng đạo chú văn một tầng chỉ có sáng đạo chú văn điêu khác ở phía trên nhưng cũng khác rất khá nếu như sử dụng thời điểm truyền vào ngạo thế lực lượng liền có thể bùng nổ ra rất mạnh lôi lực lượng không sai dạ cô lang đối trầm tường càng thêm cảm thấy hứng thú sau đó hắn lại lấy ra một thanh kiếm để trầm tường xem kiếm trên người cái kia nho nhỏ sáng đạo chú văn, đây là hỏa văn. Trầm tường nói nói, này đều là một tầng sáng đạo chú văn, nhị. Trọng sáng đạo chú văn là tăng gấp bội, nhưng cũng không đủ tốt vật liệu. Là không thể khắc lên đi. Dạ cô lăng cuối cùng cũng coi như có thêm một điểm. Bằng không một khi hấp thu ngạo thế lực lượng, sức mạnh trong nháy mắt tăng gấp đôi sau đó. Loại kia trong nháy mắt lực xung kích, sẽ làm thần khí hủy diệt, trầm. Tường vừa nãy cũng nhìn thấy những binh khí này, tuy rằng đều gia nhập tinh hoàng. Thế nhưng tinh hoàng cũng không phải rất nhiều, chủ yếu vẫn là vạn đạo thần thổ tinh nhiều, dạ. Cô lang tiền bối, như vậy ngươi có thể khắc vào mấy cấp nhị trọng sáng đạo chú văn? Trầm tường liền vội vàng hỏi, dạ cô lang tựa hồ đối với nhị trọng sáng đạo chú văn nắm giữ được. Không sai, mọi người cũng không nghĩ tới, như vậy một tên tiểu quỷ lại tại cùng dạ cô lang thảo luận con đường luyện khí đương nhiên bọn họ nghe được không hiểu lắm là được rồi cao nhất cửu giai ta đã có thể nắm giữ đệ tam trọng sáng đạo chú văn dạ cô lang nói nói đệ tam trọng sáng đạo chú văn là không gian cổ xưa truyền tống trận đều là dùng đệ tam trọng sáng đạo chú văn bố trí thái dương lão tổ cùng cổ đồng có thể bố trí ở đây bố trí truyền tống trận nói rõ bọn họ nắm giữ đệ tam trọng sáng đạo chú văn, trầm tường trước còn tại hiếu kỳ đệ tam. Trọng sáng đạo chú văn là cái gì đây, hóa ra là như vậy. Trầm tường nói nói, ngươi, cũng học tập sáng đạo chú văn sao? Dạ cô lang hỏi, ai dạy ngươi, ta tự học. Trầm tường cười khổ nói, ta hiện tại chỉ có thể nắm giữ đệ nhị trọng nhất giai sáng đạo chú. Văn, rất tốt, dạ cô lang trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng bởi vì trầm tường hiện tại cũng chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ mà thôi, trầm tường nhìn cây. Đao kia nói nói, ta cảm thấy cây đao này sáng đạo chú văn trên có thể lại điệp ra, xếp trồng. Lên, chấn động cùng hỏa diễm chú văn, tại thời điểm chiến đấu, phóng thích sức mạnh thời điểm. Chính là lôi hỏa chấn đẳng, công kích hiệu quả khẳng định rất tốt, điệp ra, xếp trồng lên. Dạ cô lang trước cũng không nghĩ tới cái này có thể thấy được dạy hắn sáng đạo chú văn người phi thường cứng nhắc nếu như là chính hắn học hắn nhất định sẽ có thật nhiều ý nghĩ này có thể không dạ cô lang đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì trước hắn vẫn chưa nghĩ tới điểm ấy đương nhiên có thể trầm tường huyền không liền ngưng ra một cái hỏa chú văn sau đó sẽ thêm vào một cái lôi chú văn cuối cùng là chấn động chú văn hắn đem ba cái chú văn dung hợp lại cùng nhau liền thành một khối xem ra phi thường tự nhiên, dạ cô lang nhìn đến xuất thần. Mà tiết văn bác cùng những người đeo mặt nạ kia cũng bị cái kia cổ ẩn chứa sức mạnh chấn. Động khà khà, nhìn hiệu quả đi. Trầm tường quay về bầu trời đánh ra đi. Để nguồn sức mạnh này trên không trung nổ tung, ầm ầm, đoàn kia sức mạnh trên không trung nổ tung. Sau đó, hỏa diễm dâng chào tứ phương đồng thời. Mang theo từng đạo từng đạo thô to hỏa diễm chấp giật chấn động lực lượng càng là bao phủ bốn phương tám hướng một luồng sóng chấn động từ trời cao đè xuống cây cối phía dưới bị ép tới cành lá vỡ nát thân cây trực tiếp bị ngũ hành sóng chấn động chấn động đến mức phá nát phía dưới thủy càng là lăn lộn dâng cháo hình thành từng luồng từng luồng cự lang nhằm phía tứ phương chuyện này loại sức mạnh này tiếp cận ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh điểm nha Tiết Văn Bác khiếp sợ cực kỳ, nếu như đánh vào trên người ta, ta có thể sẽ bị thương dạ. Cô lang cùng những người đeo mặt nạ kia cũng là cho là như vậy. Trầm tường chỉ là một cái ngạo thế thánh cảnh trung kỳ tiểu quỷ, lại có thể phóng thích sức mạnh mạnh như vậy. Hơn nữa nhìn lên còn rất dễ dàng, dạ cô lang lúc này cũng chịu đến rất lớn dẫn dắt. Hắn nhìn chăm chú cây đao kia, tựa hồ có làm lại luyện chế dự định. Chương 3393, Lam Tiết Thành dấu lớn trầm tường đối sáng đạo chú văn nắm giữ được không có dạ cô lang nhiều như vậy dạ cô lang đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng sáng đạo chú văn trầm tường hiện tại chỉ là vừa bắt đầu đệ nhị trọng mà thôi thế nhưng dạ cô lang đối sáng đạo chú văn điệp ra vận dụng nhưng không có trầm tường cao như vậy nếu không là trầm tường nói cho hắn hắn còn không biết muốn cái gì thời điểm mới biết sáng đạo chú văn là có thể điệp ra trầm Tường rất tò mò dạ cô lang sáng đạo chú văn là từ nơi nào học được nhưng hắn không có hỏi lên. Dạ cô lăng cũng như thế hiếu kỳ trầm tường là làm sao học tập sáng đạo chú văn. Nhưng hắn cũng không có hỏi, nếu như người đối sáng đạo chú văn nắm giữ được đầy đủ. Còn có thể thử xem nhất trọng cùng nhị trọng dung hợp lại cùng nhau. Nói không chắc sẽ càng mạnh hơn. Bất quá luyện khí thời điểm, có thể sẽ cần càng tốt hơn vật liệu trầm tường nói nói dạ cô lang gật gật đầu hắn đem bán thành phẩm đao thu hồi đến hắn đã quyết định làm lại luyện chế cây đao kia làng ưng tốc độ phi hành cũng không phải cực kỳ nhanh dù sao bên trên mang theo nhiều người như vậy hơn nữa bên trong vùng rừng rậm này cũng không phải tuyệt đối an toàn lúc cần khắc cảnh giác tiết văn bác vừa nãy nhìn thấy trầm tường ra chiêu liền biết trầm tường cũng có thể giống như dạ cô lang nắm giữ sáng đạo chú văn đồng thời có thể vận dụng ở trong chiến đấu mà dạ cô lang sáng đạo chú văn nhưng là vận dụng đang luyện chế thần binh thời điểm nếu như dạ cô lang cũng có thể như trầm tường như vậy sử dụng sáng đạo chú văn như vậy dạ cô lang thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn có thể làm cho sức mạnh của bản thân tăng lên vài lần đồng cấp bên trong nhưng là nhân vật hết sức đáng sợ ngươi sẽ không luyện khí sao dạ cô lang hỏi ta còn cho rằng sáng đạo chú văn là luyện khí sư mới đi nắm giữ không tinh thông ta chỉ có thể luyện đan trầm tường nói nói nhưng nơi này đan dược sư cũng không nhiều ta lúc trước địa phương nhưng là phi thường có tên luyện đan sư hơn nữa sáng đạo chú văn cũng có thể vận dụng tại luyện đan bên trên chỉ là chỉ là hiện tại ta đối sáng đạo chú văn lĩnh ngộ còn chưa đủ sau đó chờ ta lĩnh ngộ càng nhiều sáng đạo chú văn ta nhất định có thể đem vận dụng tại luyện đan bên trên dạ cô lang gật gật đầu ngươi còn có thể luyện đan nha tiết văn bác rất là kinh ngạc đây chính là dường như khó nơi này cũng có đan dược sao trầm tường hỏi ta trước tại cổ lang tộc khu vực không có tìm được đan dược tại nhân loại khu vực mới có nhưng cũng rất ít tuy rằng có mấy cái không sai luyện đan sư nhưng bọn họ đều là xuất quỷ nhập thần mặt nạ vàng người nói nói trầm tường cười nói nếu như có cơ hội có thể gặp gỡ bọn họ là tốt rồi mộc người đeo mặt nạ nói nói người đúng là luyện đan sư sao theo ta được biết luyện đan sư có thể đều là phi thường kiêu ngạo ta trước liền từng thấy một cái luyện đan sư rất không coi ai ra gì là một cái đế quốc hoàng đế quý khách ta đương nhiên là luyện đan sư trầm tường cười cợt khả năng bởi vì nơi này luyện đan sư tương đối ít đi cho nên mới phải như vậy tại ta bên kia luyện đan sư nhưng là rất nhiều nơi này dược liệu khẳng định rất ít vì lẽ đó luyện đan sư mới không nhiều khả năng bởi vì nơi này bị thủy nhấn chìm duyên cớ mới dẫn đến dược liệu hy hi hữu nếu như muốn luyện đan trầm tường cảm thấy cũng chỉ có thể từ đáy nước phía dưới thải rong loại hình dược liệu hoặc là sinh trưởng tại cây cối trên nấm cái gì ta Tuy rằng có một ít dược liệu thế nhưng ta luyện chế đan đã không thích hợp nơi này cường giả. Ăn, trừ phi ta có thể ở đây tìm được càng tốt hơn dược liệu mới được. Trầm tường nói nói, nhưng nơi này khắp nơi đều là nước, e sợ rất khó tìm đến, đúng. Chúng ta ngạo thế hồn hà tầng thứ ba căn bản không thích hợp dược liệu sinh trưởng. Mặt nạ vàng người nói đạo, bọn họ đối với nơi này tình huống vẫn tính hiểu khá rõ, điều này làm cho trầm tường càng thêm muốn nhanh lên một chút đi tới tầng thứ năm. Tại tầng thứ năm nói không chắc có thể so với nơi này được. Chỉ cần không phải bị thủy ngâm là được mấy ngày trôi qua, lang ưng bắt đầu phi hành thấp. Tiến vào trong rừng rậm, nơi này chính là tuyết vân đế quốc khu vực. Làm tuyết thành ngay ở phía trước. Làng ưng nói đạo, mọi người đều nhảy đến một thân cây trên nhánh cây diện. Làng ưng cũng đã biến thành hình người, trầm Tường, ngươi liền ở ngay đây chờ chúng ta. Nếu như chúng ta thành công đem Lam Tuyết Thành bắt, sẽ trở lại tìm ngươi. Đến thời điểm chúng ta sẽ làm người của chúng ta khống chế Lam Tuyết Thành, không cho Lam Tuyết Thành tin tức tiết lộ ra ngoài. Mặt nạ vàng người nói nói ta nghĩ tới gần một điểm, ta không đi vào ta ngay ở bên ngoài nhìn mà thôi. Trầm Tường nói nói cũng có thể. Sau đó mọi người đứng một khối cự mộc trên, cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước vạch tới bọn họ muốn lẫn vào trong thành tiến hành đánh lén vì lẽ đó phải tận lực không bị người phát hiện phía trước chính là lam tiết thành cái kia là kiến tạo ở bên trong nước thành thị nơi đó đại thụ đều bị chém hết dùng to lớn thân cây đến dựng thành thị xem ra cũng phi thường vững chắc trầm tường ngay ở lam tiết thành bên ngoài chờ bên ngoài cũng có thật nhiều đại thụ không ai dám ở bên ngoài trên cây to mở động nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hậu quả vô cùng nghiêm trọng trầm tường cũng chỉ là trốn ở trên cao nhất rậm rạp trong cành lá diện dạ cô lang bọn họ dịch dung sau đó trèo bè gỗ đi tới lam tuyết thành cửa lớn bọn họ hẳn là lo lắng chờ một chút sẽ phát sinh đại chiến đem lam tuyết thành phá hủy cho nên mới không cho ta đi vào trầm tường trước ti rằng dùng sáng đạo chú văn bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh thế nhưng mọi người vẫn là không yên lòng hắn vì lẽ đó sẽ không để cho hắn tham chiến, Trầm Tường chờ ở bên ngoài cũng cảm thấy tẻ nhạt. Hắn muốn cho Phong Khả Nhi đem cái kia kim châm cho hắn, dùng để tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Thế nhưng Phong Khả Nhi nhưng bế quan. Nói muốn đi lĩnh ngộ cái kia cái gì sáng đạo chú văn, Trầm Tường vì để cho Phong Khả Nhi có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ ra đến, đối Phong Khả Nhi sử dụng tam trọng thời gian trận pháp. Ngược lại hắn nơi này cũng không chuyện gì làm, hai ngày đi qua, trầm tường nhìn về phía Lam Tiết Thành, bên trong phi thường bình tĩnh, không? Biết bọn họ bắt đầu chưa? Nhìn dáng dấp không có cái gì động tác lớn. Trầm tường nói nói, bọn, họ hẳn là ở trong tối giết, hơn nữa còn là nhiều người ám sát một cái. Bọn họ sẽ chờ đến một thời cơ tốt động thủ. Bạch U U nói nói, nếu như bọn họ năm cái ám sát một cái. Như vậy liền có thể có rất lớn khả năng đánh giết trong chớp mắt một buổi tối có thể giết chết bốn năm cái còn lại những kia liền dễ dàng đối phó rồi đối với mấy cái bạch u u phi thường có kinh nghiệm đang đợi thời điểm trầm tường đột nhiên nhìn thấy xa xa mặt nước có đồ vật tại động hắn nhìn kỹ lại là một con vô cùng lớn lao rùa đen tại rùa đen bên trên có một tòa nhà nhỏ tử vừa nhìn liền biết là đại cường hào cái gì đến rồi cái tên này thực sự là hưởng thụ trầm tường trốn ở trên cây to diện nhìn, rùa đen lớn trên đỉnh đầu đứng một cái khôi ngô chung. Niên, hắn đột nhiên hô, thái tử, Lam Tuyết Thành liền muốn đến. Chúng ta lần này đưa tài nguyên đi bọn họ nhất định sẽ rất bất ngờ đi. Dù sao cũng là thái tử ngài tự mình đưa tới, cái kia là. Ta nhưng là thái tử, tương lai tuyết vân đế quốc đế hoàng, bởi vậy. Ta liền có thể lôi kéo đến ẩn giấu ở bên trong nguồn sức mạnh kia. Nhà nhỏ bên trong phòng đi ra một tên ăn mặc màu vàng hoa phục nam tử, lại là thái tử lão gia. Trầm Tường trong lòng bắt đầu cười hắc hắc, cũng không biết hàng này là thực lực ra sao. Ta xem trước một chút, đưa tài nguyên đến, này quá tốt rồi. Chương 3394, thái tử tặng lễ. Dấu lớn Trầm Tường nghe thấy này thái tử, liền biết Tiết Vân Đế quốc bên trong tranh đấu đã bắt đầu rồi. Bằng không này thái tử sẽ không như vậy đã sớm lôi kéo thực lực của chính mình. Chính là vì đối kháng mặt khác một luồng mạnh hơn hắn thế lực, làm vì là thái tử. Nhưng không nhất định có thể trở thành là đế hoàng. Vì để cho thực lực của chính mình càng thêm vững chắc không? Thể để cho bọn họ tiến vào Lam Tuyết Thành. Nói không chắc sẽ phá hư dạ cô lang kế hoạch của bọn họ. Trầm Tường nói với Bạch Uu, U U U U tỷ, ngươi cảm thấy phải làm sao cho phải chặn lại bọn họ đi dạ cô lang bọn họ chắc chắn sẽ không tính tới sẽ có thái tử đưa tài nguyên đến tình huống bây giờ là chúng ta còn không biết này thái tử dẫn theo bao nhiêu người đến bạch u u nói nói trầm tường tới lặng lẽ đến trong nước tuy rằng trong nước rất bình tĩnh nhưng hắn nhưng rất lo lắng lại đột nhiên có món đồ gì nhô ra tỉ như cổ lang ngạc loại này to lớn thủy thú ta trước tiên thử một chút xem trầm tường phóng thích bạo chấn chú văn, rất nhanh sẽ để trên mặt nước dưới chập trùng. Hình thành từng luồng từng luồng sóng lớn. Mà sóng chấn động chính là nhằm phía cái kia cỗ rùa đen lớn, rùa đen lớn dù tốc độ vẫn là rất nhanh, thế nhưng bị trầm tường sóng chấn động chấn động sau đó, cũng khó có thể về phía trước. Không ngừng lùi về sau, chuyện gì thế này? Làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Cái kia thái tử tòa nhà rất không vững vàng, loạn trò loạn choạng để hắn ở bên trong phi thường khó chịu, trầm tường vì tiêu trừ những người kia hoài nghi. Lập tức thả ra một cái cuồng phong chú văn, lập tức nhấc lên một trận cuồng bạo cơn lốc. Trực tiếp quát hướng về rùa đen lớn, thổi đến mức rùa đen lớn không ngừng lui về phía sau, là Bão tuyết, tên kia người đàn ông trung niên nói nói. Làm tuyết thành bão tuyết xuất hiện đến cũng quá đột nhiên đi, trầm Tường trong lòng hơi động, nơi này có bão tuyết như vậy hắn liền chế tạo một hồi bão tuyết, xương tiết chú văn hắn cũng có. Rất nhanh sẽ bị hắn thả ra ngoài, phối hợp cuồng phong chính là bão tuyết còn. Chưa đủ, cho các ngươi thêm thêm điểm chớp giật đi. Ân tia chớp màu xanh lam. Trầm tường hiện tại xác định, này thái tử đoàn người chưa từng có đến Lam Tiết Thành. Cho nên đối với chân chính Lam Tiết Thành bão tuyết cũng không biết bão tuyết loại này. Còn ra hiện từng đạo từng đạo tia chớp màu xanh lam điều này làm cho cái kia thái tử cảm thấy rất là bất đắc dĩ lúc này hắn cũng chỉ có thể mặc cho rùa đen bị sóng nước cùng cuồng phong thổi đi bọn họ cho rằng đây chỉ là bão táp biên giới vì lẽ đó không dám đi tới lo lắng bão táp trung tâm sẽ càng thêm cuồng bạo nhìn thấy những thứ này phi thường mê man cùng kinh hoảng trầm tường trong lòng không khỏi cười thầm lên trầm tường người đi giả mạo là lam tiết thành bên trong người lừa gạt đi bọn họ đưa tới tài nguyên bạch u u nói nói cho tới làm sao lừa gạt ngươi tự do phát huy đi trầm tường sáng mắt lên sau đó nhanh chóng bò đến trên cây từ chỗ cao theo gió bay lượn đến cái kia rùa đen bên trên thái tử mang đến đám người kia thực lực cũng không yếu mặc dù tại bão tuyết bên trong đột nhiên thêm ra một người đến bọn họ đều lập tức phát hiện ai hai tên trung niên lập tức từ bên trong phòng chạy đến các ngươi là đến đưa tài nguyên sao nơi này vừa xuất hiện bão tuyết ta là lam tiết thành bên trong ta có thể chỉ dẫn các ngươi đi một cái bình tĩnh địa phương nhật trầm tường nói nói mau mau nhanh thái tử nhưng là bị sóc này đến phi thường khổ não vội vàng hô trầm tường lập tức nói cho cái kia khống chế rùa đen lớn trung niên để hắn hướng chính mình chỉ dẫn phương hướng đi rất nhanh rùa đen lớn liền đến đến một chỗ bình tĩnh thủy vực lúc này bọn họ cũng rời xa lam tiết thành vẫn là lam tiết thành người lợi hại lập tức liền đem chúng ta mang ra bão tuyết thái tử vui cười hớn hở nói nói bão tuyết chính là trầm tường thả ra hắn chỉ có điều là thu hồi đến mà thôi này đều là kinh nghiệm nếu là các ngươi ở chỗ này cái mấy năm cũng biết làm sao thoát khỏi bão tuyết trầm tường cười nói ngươi có biết hắn là ai sao hắn nhưng là thái tử là cho các ngươi lam tiết thành chiến sĩ đưa tài nguyên đến nhiều năm qua các ngươi ẩn giấu ở lam tiết thành đều là toàn bộ tiết vân đế quốc vì lẽ đó thái tử tự mình tới cho các ngươi đưa tài nguyên cái kia trung niên đại hán nói nói ồ người đúng là thái tử ra ta không quá tin tưởng nghe đồn thái tử nhưng là một cái phi thường kiêu ngạo hơn nữa không coi ai ra gì ra hỏa nhưng ngươi xem ra lại hết sức hiền hòa cử chỉ lời nói trên xem bình tĩnh bình tĩnh đều không giống như là cái thứ ở trong truyền thuyết công tử bột trầm tường cau mày làm bộ đầy mặt không tin dáng vẻ xem ra hắn là tại tổn cái kia thái tử nhưng cũng lặng lẽ khoa vài câu điều này làm cho thái tử cũng không tiện phát tác huống chi hắn cảm thấy trầm tường mặt sau tốt hơn nghe này đều là có người cố ý vu hại ta các ngươi cần nên cũng rõ ràng trong cung tranh đấu phi thường kịch liệt đi này đều là ta đối thủ cố ý bôi đen ta thái tử lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ vì lẽ đó ta hiện tại mới chịu đến thăm các ngươi bởi vậy mới để tiêu trừ các ngươi đối với ta lời truyền miệng ấn tượng xem ra đây là thật sự trầm tường gật gật đầu đương nhiên là thật sự bằng không ai không chuyện làm sẽ giả mạo thái tử cho các ngươi đưa tài nguyên chúng ta đưa tới tài nguyên nhưng là hàng thật đúng giá thái tử lập tức nói không Check. ta vừa nãy xem ngươi tuy rằng khá là sự hòa hợp nhưng cũng làm cho người ta một loại nhàn nhạt ngạo thế như là đế hoàng bình thường uy thế nguyên lai like ngươi là thật sự thái tử trầm tường nhìn thấy thái tử lấy ra một đại hòm vạn đạo thân thổ tinh đến này rùa đen lớn như vậy khẳng định còn trang bị cái gì thái tử có chút cười đắc ý cười thế nhưng thái tử ngươi làm như vậy cũng không dễ trầm tường lại nói tại sao không dễ tên kia trung niên cau mày hỏi chúng ta làm tiết thành chiến sĩ tác dụng các ngươi cần nên rõ rằng tiết vân đế quốc gặp nguy nan thời điểm chúng ta mới sẽ xuất thủ trầm tường nói nói thực lực của chúng ta rất mạnh mà bây giờ ngươi tới cho chúng ta đưa tài nguyên sẽ bị lầm tưởng tới lôi kéo chúng ta nếu là bị đối thủ của ngươi biết bọn họ nhất định sẽ ở đây làm mưu đồ lớn nói ngươi muốn xoán vị hoặc là làm những chuyện khác hoàng tử trong bóng tối cùng đế quốc cường quân liên hệ, đây quả thật là là tối kỵ. Hơn nữa, Lam Tiết Thành bên trong đám này chiến sĩ vẫn là hoàng đế phi thường trọng thị. Đào hoàng đế quân đội, hậu quả này vô cùng nghiêm trọng, thái tử và những người khác tỉ mỉ nghĩ. Lại, nhất thời xuất mồ hôi chán, nếu như thái tử muốn trong bóng tối tiến hành, vậy thì mười phần sai. Lam Tiết Thành bên trong khắp nơi đều là thám tử, thế lực khắp nơi thám tử trầm tường lại nói cái kia vậy ngươi sẽ không nói lung tung đi thái tử tại vừa nãy cái kia trong nháy mắt lộ ra sát ý nhưng cũng rất nhanh đánh tan hắn cũng không dám giết lam tiết thành mấy cái chiến sĩ nếu như bị phát hiện hậu quả hắn biết rất rõ ta đương nhiên sẽ không nói lung tung thái tử tâm ý ta có thể hiểu được vì lẽ đó thái tử mời ngươi trở về đi trầm tường nói nói hoàng cung mỗi một quãng thời gian cho chúng ta đưa tài nguyên đầy đủ dùng, không cần thái tử ngoài ngạch cho chúng ta, thái Tử suy nghĩ một chút, nói nói, nếu đến đều đến, không ngại ngươi giúp ta đưa tới. Liền nói là thái tử đưa lễ vật nhỏ, ta nghĩ các ngươi lẽ ra có thể hiểu, được. Ta có thể đại thu, nhưng đến thời điểm bọn họ không muốn, ta lại đưa trở về cho ngươi. Trầm tường quỷ dị rất khó khăn suy nghĩ một chút, thái tử đưa chúng ta lễ vật. Cũng là nhân chi thường tình. Chương 3395, Tiết Vân cung dấu lớn sau đó, thái tử để những người kia chuyển ra rất nhiều cái dương đến. Bên trong đều là phẩm chất vô cùng tốt vạn đạo thần thổ tinh, đây là một khối nhỏ tinh hoàng, ngươi giao cho ngươi môn đầu, ta tin tưởng ngươi. Thái tử nói nói, này quá quý trọng, vẫn là thái tử tự mình giao cho hắn đi. Lại quá chừng 10 ngày, bão tiết sẽ đình chỉ, đến thời điểm liền có thể vào thành. Trầm tường nói nói, thái tử dịch dung một hồi, hẳn là sẽ không bị thám tử phát hiện. Mặc dù bị phát hiện cũng không cần lo lắng, liền nói ngươi tới đây du ngoạn còn. Có chừng 10 ngày bão tuyết mới đình chỉ, thái tử càng thêm không muốn vào đi tới. Nếu như hắn đi ra quá lâu, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. "Huống chi hay là đi Lam Tuyết Thành, ta tin ngươi." Các ngươi Lam Tuyết Thành chiến sĩ đều là trung thành tuyệt đối. Thái tử nói nói, Lam Tuyết Thành bên trong cường già có thể ẩn nhẫn ở đây không tiến vào hoàng cung hưởng phúc đầy quả thật là vô cùng tốt, vậy cũng tốt. Trầm tường làm bộ rất không tình nguyện nhận lấy. Sau đó đem những vạn đạo thần thổ đó tinh thu sạch đi, hắn nhảy lên trên một cái cây. Phất tay tống biệt thái tử rùa đen lớn, chờ thái tử đi rồi, trầm tường hư một tiếng. Này ngu xuẩn, thực sự là hẹp hòi, mới đưa như vậy một điểm đồ vật. Cái kia một khối nhỏ tinh hoàng ở chỗ này xem như là rất quý giá, nhưng ta không lọt mắt trầm. Tường tiếp tục trở lại cây kia, chờ đến Dạ Cô Lang bọn họ trở về, chờ không bao lâu. Lại tới nữa, rồi một nhóm người, bọn họ cưỡi lấy chính là một cái cá sấu lớn. Bên trên tòa nhà muốn so với thái tử lớn không ít. Bọn họ lại cũng là đến đưa tài nguyên, trầm tường hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Sau đó như vừa nãy như thế đi giả mạo Lam Tuyết thành chiến sĩ. Còn thả ra rất mạnh bão tuyết đến, lần này đến chính là Tam hoàng tử cùng thái tử so ra còn muốn sẩn một điểm. Rất nhanh sẽ nhanh nhẹn đem đưa tới tài nguyên toàn bộ cho trầm tướng. Cũng là một nhóm lớn vạn đạo thần thổ tinh cùng một khối nhỏ tinh hoàng, bởi vì bão tuyết. Vì lẽ đó này tam hoàng tử liền không vào thành, tràn ngập chạy về hoàng cung, tuyết. Vân cung bên trong có phải là phát sinh đại sự gì? Này nhãi con từng cái từng cái chạy tới nơi này cầu cứu. Trầm tường cao mày nói đạo, bởi vì thái tử cùng tam hoàng tử tặng lễ thời điểm đều nói ngươi hiểu sau đó trong hai ngày trầm tường liền lừa năm cái hoàng tử điều này làm cho hắn càng thêm xác định tuyết vân cung bên trong có đại sự xảy ra những hoàng tử này vì bảo đảm lợi ích của chính mình đều tới lặng lẽ nơi này tìm giúp đỡ đương nhiên trầm tường cũng thu hoạch khá dồi dào không công được rất nhiều phẩm chất tốt nhất vạn đạo thân thổ tinh những tinh hoàng đó tuy rằng rất nhỏ hơn nữa phẩm chất giống như vậy nhưng đầy đủ hắn mở ra truyền tống trận cái gì, lang ưng đột nhiên bay tới. Đứng ở đại trên nhánh cây diện, bên trong sự tình giải quyết. Trầm tường hỏi, hừm, toàn bộ bị chúng ta giết chết. Lang ưng nói nói, Lam Tiết Thành đã bị chúng ta khống chế. Hiện tại ta đến mang ngươi đi vào thậm. Chí đứng lên lang ưng phần lưng. Lang ưng mang theo trầm tường bay về phía tiết lam tiết thành, lang. Ưng tiên sinh, tiết vân cung có phải là chuyện gì xảy ra? trầm tường hỏi đến rồi mấy tốc hoàng tử đều là đến đưa tài nguyên nhìn dáng dấp bọn họ muốn lôi kéo lam tiết thành người người hoàng đế kia không biết tại sao đột nhiên chết rồi lúc này tiết vân cung bên trong phi thường hỗn loạn những hoàng tử kia đây người như thế xử lý lang ưng biết trầm tường thực lực đối phó mấy cái hoàng tử vẫn là có thể ta lừa gạt đi bọn họ tài nguyên liền để các ngươi trở lại chờ tin tức trầm tường cười hắc hắc nói xem ra chúng ta đến bàn bạc kỹ càng đây là một cái để chúng ta tấn công tiết vân cung cơ hội thật tốt làng ưng nói nói trầm tường cũng cảm thấy như vậy cô lang tiểu đội thực lực để hắn rất là thán phục ngăn ngắn mấy ngày thời gian liền đem lam tiết thành bên trong cái kia cô ẩn giấu sức mạnh cho tiêu diệt trầm tường tiến vào lam tiết thành sau đó bên trong gió êm sóng lặng tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì, làm tuyết thành trong phủ thành chủ. Trầm tường nhìn thấy dạ cô lang cùng tiết văn bác. Cả tòa trong phủ thành chủ người đều là dạ cô lang. Xem ra hắn từ lâu sắp xếp rất nhiều người ở đây, trầm tường trước lừa gạt đến một nhóm lớn tài. Nguyên, hắn lấy ra bộ phận đến cho dạ cô lang, để hắn phân phát xuống cho hắn người, xem. ra tuyết vân cung tình huống bên trong phi thường nguy cấp, những hoàng tử kia đều tới nơi này có thể thấy được bọn họ đối mặt rất tranh đấu kịch liệt rất có thể ngoại trừ các hoàng tử ở ngoài còn có mặt khác một nhóm người tranh cướp ngôi vị hoàng đế mặt nạ vàng người nói nói hoàng hậu dạ cô lang nói nói không sai hoàng hậu là trước ta để cho chạy đám kia hoàng thân quốc thích sau đó đồ đệ của ta cướp ta đế vị sau đó vẫn khổ sở chống đỡ không ủy quyền vì lẽ đó hiện tại mới sẽ không hiểu ra sao chết đi, hoàng hậu muốn đoạt quyền. Thế nhưng các hoàng tử rồi lại không cam lòng. Tiết Văn Bác nói nói, "Lam, Tiết Thành ẩn giấu sức mạnh cần nên thuộc về hoàng hậu đi." Nhưng này chút hoàng tử nhưng lại không biết, vẫn cho là là hoàng đế của bọn họ cha khống chế. Mặt nạ vàng người nói nói, "Nếu như vậy, chúng ta một khi được hoàng hậu thông báo, liền lập tức giết vào Tiết Vân cung, đem bọn họ một lưới bắt hết, Lam." tiết thành sức mạnh bọn họ vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng vận dụng thời điểm khẳng định cũng là bọn họ nguy cấp nhất đến thời điểm khi đó chúng ta đi vào không thể tốt hơn mộc mặt nạ cười nói chúng ta sau khi đi vào bọn họ khẳng định đã đánh cho lưỡng bại câu thương không sai hoàng hậu bọn họ này phe thế lực khẳng định đem hết thảy đều đặt ở lam tiết thành bên trên thế nhưng lam tiết thành lại bị chúng ta khống chế Mặt nạ vàng người cũng nở nụ cười, trầm tường không thể không khâm phục bọn họ. Vừa bắt đầu đã nghĩ đến trước tiên đem Lam Tiết thành cho tiêu diệt. Tuy rằng trước không có tính tới sẽ diễn biến thành như vậy, nhưng bọn họ kế hoạch lúc trước cũng suy tính được vô cùng lâu dài, cũng không biết tại sao. Dạ cô lang người không ít, toàn bộ phủ thành chủ đều có không ít nguyên. Lai những tên kia đây?" Trầm tường tò mò hỏi, đều bị chúng ta lặng lẽ tiêu diệt chìm vào trong nước cho ăn thủy thú làng ưng cười nói hiện tại nơi này đều là người của chúng ta dạ cô làng đỡ lấy tấn công tiết vân cung nhiệm vụ sau đó liền bắt đầu kế hoạch đem người đều xếp vào tới nơi này cho nên mới phải tốc độ nhanh như vậy mọi người đợi vài ngày sau hoàng hậu quả nhiên phái người lại đây người này còn vết thương đầy rẫy ở trên đường cần nên bị công kích quá đi tới nơi này đem mật lệnh giao cho dạ cô lang bọn họ sau đó liền chết đi, hiện. Tại có thể xuất phát, tiết vân đế thành cách nơi này có ba ngày lộ trình. Mặt nạ vàng người nói đạo, kế hoạch cái gì tựa hồ cũng là này mặt nạ vàng người sắp xếp, dạ cô. Lang bọn họ người có vài ngàn, hơn nữa đều là ngạo thế thánh cảnh. Muốn so với trước lam tiết thành nguồn sức mạnh kia cường đại hơn nhiều, vì được trầm tương cái kia hơn 10 cao phẩm chất tinh hoàng, dạ cô lang nhưng là vận dụng sức mạnh lớn nhất của mình. Nếu như hắn biết này hơn 10 tinh hoàng là trầm tường hai ngày liền cho tới. Hắn nhất định sẽ rất khó chịu, dạ cô lang tại cổ lang tộc bên trong. Khẳng định trong bóng tối thành lập chính mình thế lực lớn. Bình thường 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 tiếp một ít rất khó làm được nhiệm vụ, đến kiếm lấy tài nguyên. Đồng thời tăng cao tiếng tâm, nếu như lần này bọn họ có thể thành công nhất định sẽ lần thứ hai dương danh, trầm tường không có tại phía trước nhất. Bởi vì phía trước chính là xung phong bộ đội, hắn chỉ là ngồi ở phía sau cùng một cái cổ lang ngạc bên trên kiên trì chờ đợi tin tức tốt đến. Chương 3396, chim sẻ phía sau. Dấu lớn Tuyết Vân cung vị trí Tuyết Vân đế thành đã loạn tung lên. Ở bên trong người đều dồn dập chạy ra thành bởi vì bạo phát đại chiến dùng đại thụ kiến tạo ra được thành thị cũng chịu đến rất lớn phá hoại trầm tường lúc này khoảng cách tuyết vân đế thành rất xa nhưng cũng có thể nhìn thấy phía trước có thật nhiều khói đen nhô ra cường giả đại chiến dư âm sung kích tới đây từng luồng từng luồng khí tức tràn ngập tại bốn phía bên trong đất trời cả tòa thành thị không có hủy diệt mấy cái đại thụ thật đúng là có thể chịu đựng nha trầm tường thở dài nói tuyết vân đế thành cũng là dùng đại thụ thân cây kiến tạo ra được tường thành cùng với để tường thành có thể nổi mặt nước, ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cường giả ở. Bên trong chiến đấu, cũng không thể để tòa này gỗ thành thị tan rã Này đều là loại kia cổ thụ công lao, chỉ có trầm tường chính mình một người ở bên ngoài. Bởi vì bên trong hiện tại bạo phát đại chiến, nếu như hắn đi vào. Gặp phải những kia thực lực mạnh mẽ ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Đối với hắn mà nói sẽ có nhất định nguy hiểm còn có thể liên lụy dạ cô lang bọn họ, dạ cô lang bọn họ đi vào thời điểm. Cũng là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong đi ở trước nhất. Trực tiếp đi vào tìm kiếm những cường giả kia. Sau đó để những người khác tu vi hơi thấp người quét sạch chờ. Một chút là tốt rồi, dạ cô lang kế hoạch của bọn họ phi thường chu toàn. Lẽ ra dạ có thể phi thường thuận lợi bắt tuyết vân đế thành trước. Làm tuyết thành chính là như vậy, dạ cô lang bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào liền lấy xuống điều này làm cho trầm tường đối với bọn họ vô cùng tin tưởng thời gian một chút đi qua trầm tường nhìn thấy không ít từ tiết vân đế trong thành đi ra người những người này đều là bởi vì không chịu được bên trong loại kia chiến đấu mới ra khỏi thành tiết vân đế trong thành lúc này cũng không có thiếu người chủ yếu là không nỡ chính mình ở bên trong mua cửa hàng trầm tường hỏi dò một hồi mới biết đại chiến chủ yếu tập trung ở chính giữa tiết vân cung mà tuyết vân cung là có kết giới cái gì? Có thể ngăn cản nhất định chiến đấu bộc phát ra năng lượng cuộn sóng. Bằng không thành phố này căn bản không chống đỡ được trầm tường chờ ở bên ngoài hai ngày. Mà bên trong lúc này động tĩnh đã nhỏ đi rất nhiều, lúc trước. Sẽ thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra từng đạo từng đạo chấn hưởng thanh. Hiện tại đã càng ngày càng ít, có thể vào xem xem. Trầm tường cũng có chút hiếu kỳ tình huống bên trong, rất rõ ràng. Hiện tại là đại chiến kết thúc, hắn đi vào bên trong không hội ngộ đến nguy hiểm gì? Huống chi hiện tại rất nhiều người đều còn ở bên trong đây, đại chiến chủ yếu bạo phát tại Tuyết Vân cung. Ta trước tiên tiến vào Tuyết Vân đế quốc sẽ không có vấn đề gì. Trầm tường khống chế cái kia cổ lang ngạc về phía trước bơi đi. Đi tới Tuyết Vân đế thành, đi tới Tuyết Vân đế trong thành, phố lớn trống trải không người cửa hàng cửa lớn đóng chặt cả tòa thành thị đều bao phủ một luồng hơi thở của sự hủy diệt để người cảm thấy thành phố này lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt đối với trầm tường tới nói cảnh tượng như thế này hắn đã thấy rất nhiều tự nhiên dọa không ngã hắn bất quá hắn vẫn là cẩn thận một chút hướng đi tuyết vân cung tuyết vân cung ngay ở thành thị trung gian lúc này vẫn như cũ sẽ có từng luồng từng luồng khí ba từ bên trong truyền tới nhưng cũng tương đối kém, xảy ra chuyện gì? Mặc dù đại chiến kết thúc, cũng không phải như vậy nha. Làm cho người ta cảm giác như là đại chiến đột nhiên gián đoạn. Trầm tường cau mày nói nói, lẽ nào dạ cô lang bọn họ không có chiếm được ưu thế, khả? Năng là lưỡng bại câu thương. Vẫn là đột nhiên sự tình. Bạch U U nói nói, nếu là dạ cô lang bọn họ đã chiếm thượng phong. Hiện tại nên hòa tốc thanh lý, động tĩnh cũng sẽ rất lớn tuyệt không nên nên như bây giờ như vậy âm u đầy tử khí trầm tường cũng là thế nào cảm giác chỉ có thể đi xem xem trầm tường triển khai phản sức mạnh ẩn thân lên rất nhanh hắn liền đến đến tiết vân cung cửa tiết vân cung tường vây ti rằng sử dụng đại thụ thân cây làm thành thế nhưng mấy cái thân cây nhưng có chút không giống nhau bên trong biểu hiện đặt rất nhiều thứ để cả tòa tuyết vân cung bị một cái kết giới bao phủ lên dạ cô lăng có thể học tập đến đệ tam trọng sáng đạo chú văn nói rõ loại hình người đối với trận pháp cái gì nắm giữ vẫn là rất tốt có thể bố trí ra rất mạnh kết giới đến chỉ là đối đan dược khá là mới lạ mà thôi lẽ ra dạ có thể đi vào trầm tường sử dụng thời không lực lượng thuấn di xuyên qua cái kia kết giới sau khi đi vào chính là một cái phi thường rộng rãi đại đạo, đại đạo dọc theo đường đi hai bên. Đều là phi thường bao la quảng trường. Mà tại đại đạo phần cuối chính là một tòa cung điện to lớn, trầm tường ẩn thân. Đi ở trên đại đạo, trông thấy đại đạo hai bên trái phải trên quảng trường có thật nhiều người. Xếp bằng trên mặt đất diện, hắn nhìn kỹ, phát hiện dạ cô lang còn có tiết văn bác chờ người. Bọn họ bên phải trách bên này, mà bên trái những người kia. Xem quần áo hẳn là bên trong hoàng cung người, bọn họ đều xếp bằng trên mặt đất diện. Hơn nữa, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn thấy loại bệnh trạng này. Trầm Tường liền biết bọn họ đều trúng độc, hai phe đều trúng độc, chuyện gì thế này? Khiến Trầm Tường không thể tưởng tượng nổi, khẳng định là đánh đánh lại đột nhiên trúng độc. Chẳng lẽ còn có phe thứ ba người ở đây hay sao? Trầm Tường vội vàng đi tới dạ cô lang bên. Kia, các ngươi thế nào rồi? trầm tường trực tiếp đem âm thanh truyền vào cô lang tiểu đội cùng. Tiết văn bác bọn họ hơn 10 người trong tay, nghe thấy trầm tường âm thanh. Bọn họ vô cùng kinh ngạc mà lúc này bọn họ cũng cảm ứng được có món đồ gì đang đến gần. Nhưng khí tức nhưng phi thường nhỏ bé, đây là trầm tường cố ý tản mát ra. Bằng không bọn họ căn bản không cảm ứng được trong chúng ta đọc. Tiết văn bác thấp giọng nói nói, vừa nãy trong chiến đấu, đột nhiên bốc lên mặt khác một nhóm người, đối với chúng ta hai phe hạ độc. Cũng may dạ cô lang phản ứng đúng lúc, cũng lập tức dùng độc công kích đối phương. Hiện tại chúng ta toàn bộ chúng độc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trầm tường vẫn không hiểu, tại đại đạo một mặt khác, có ba cỗ thế lực. Một luồng là hoàng hậu người, một luồng là các hoàng tử, một luồng là sư đệ ta. Tiết văn bác nói nói, nguyên bản hoàng hậu cùng các hoàng tử đánh các hoàng tử nhanh bại thời điểm chúng ta thường thường đối phó hoàng hậu chúng ta muốn thắng thời điểm sư đệ ta đột nhiên nhô ra tiết văn bác có một sư đệ người sư đệ này lúc trước tại tiết văn bác được đế vị thời điểm lại đột nhiên mất tích chính là vì chờ đợi thời cơ xoán vị lúc trước tiết văn bác sư phụ đem đế vị truyền cho hắn thời điểm khiến cho sư đệ của hắn phi thường đố kỵ cùng phẫn nộ vì lẽ đó trong bóng tối phát triển sức mạnh chờ đợi thời cơ, đây là dạ cô lang bọn họ toán sai địa phương. Bởi vì ai đều sẽ không nghĩ tới đây cái thời điểm lại đột nhiên bốc lên như thế một cái gia hòa. Đến, tiết văn bác người sư đệ này vẫn có mấy tay. Bằng không thì sẽ không để dạ cô lang bọn họ toàn bộ chúng độc, ha ha. Đối diện một ông già đột nhiên cười to lên, sư huynh nha sư huynh. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao mời đến dạ cô lang. Nhưng người nhưng không có thực hiện được, ha ha, nội. Tâm nhất là tan vỡ cần nên chính là hoàng hậu này mới nhân mã. Nguyên bản bọn họ cho rằng lập tức liền muốn đem các hoàng tử đánh bại. Lúc này đột nhiên bốc lên trống đỡ Lam Tiết thành đến người. Ngay ở hoàng hậu bọn họ đại hỉ thời điểm, Dạ Cô Lang một đám người không nói hai lời. Thấy ai đánh ai, hoàng tử cùng hoàng hậu này hai phe nhân mã bị Dạ Cô Lang bọn họ một trận đánh. Lung tung, bọn họ bị đánh cho gần như thời điểm, lại đột nhiên bốc lên Tiết Văn bác sư đệ đến. Hơn nữa còn dùng bí thuật hạ xuống một hồi độc vũ. Dẫn đến Tuyết Vân cung bên trong người toàn bộ chúng độc. Chương 3397, Hỏa Vân thái tử. Dấu lớn dạ cô lang trong bọn họ đọc sau đó, liền nhìn thấy Tiết Văn bác sư đệ mang theo một đám người cười ha ha đi tới. Sau đó bọn họ cô lăng tiểu đội mỗi cái đội viên, liền thả ra một loại độc bạch tuộc. Độc bạch tuộc phun ra rất nhiều độc khí. Tiết văn bác sư đệ một đám người cũng đều trúng độc, trầm tường hiện tại cuối cùng cũng coi như. Làm rõ, hóa ra là chuyện như thế, có chút phức tạp. Nói chung hiện tại hết thầy muốn tranh đoạt đế vị người toàn bộ trúng độc. Đồng thời có không ít trọng thương, những kia độc cũng sẽ không lập tức để người chết đi nhưng sau khi chúng độc nhưng cảm giác được cả người đau đớn. Cần vận dụng sức mạnh đi bức độc bằng không sẽ chúng độc càng sâu, viên. Lăng Vân, ngươi đừng cười, các ngươi hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi cũng trúng độc. Tiết Văn bác cả giận nói, tuy rằng trầm tường đến rồi. Nhưng trầm tường chỉ có chính mình một người, cũng không biết có thể hay không chống đỡ, hừ. Liền các ngươi loại kia phá độc ta rất nhanh sẽ có thể giải khai. Viên Lăng Vân cười lạnh nói, các ngươi này đám loạn đảng, lại muốn cướp chúng ta hoàng vị. Các ngươi đều phải chết. Một cái trung niên phụ nhân cả giận nói. Có thể nhìn ra được nàng cái kia y phục rách dưới nguyên bản phi thường hào hoa phú quý. Mà nàng gương mặt đó đã trở nên màu đen, chúng rồi hai loại độc các. Người làm tuyết thành làm sao ngay cả chúng ta sao? Ta nhưng là cho các ngươi đưa quá tài nguyên cái kia thái tử cả giận nói trước bọn họ nhìn thấy tự xưng lam tiết thành chiến sĩ tiến cung hắn liền phi thường hưng phấn nào có biết liền bọn họ sao hừ liền ngươi này điểm tài nguyên chỉ có thể coi là cái dám tiết văn bác cả giận nói đế vị nguyên bản chính là của ta nếu không là của ta đồ đệ phản bội ta các ngươi căn bản không có ở trong hoàng cung ngốc cơ hội rát Nhanh, bọn họ liền mồm năm miệng mười ầm ĩ lên, xa xa đột nhiên có thanh âm huyên náo truyền. Đến, nhìn kỹ, là đến mấy chục cái người trẻ tuổi, ăn mặc hào hoa phú quý. Còn cưỡi một ít hồn thú, là bên cạnh hỏa vân quốc, đám khốn kiếp này lúc này tới làm gì? Tiết văn bác thấp giọng cả giận nói, hắn đã nghĩ đến một chút cái gì, hỏa. Vân thái tử, nhanh giúp chúng ta đem độc bước ra đến. Viên lăng vân vừa nãy không có sợ hãi hóa ra là cùng bên cạnh hỏa vân quốc thái tử cấu kết cùng nhau ngươi cũng trúng độc nhỉ hỏa vân thái tử cười ha ha đáng tiếc ta không biết làm sao giải độc ngươi viên lăng vân nhất thời giận dữ này hỏa vân thái tử rất rõ ràng là muốn nuốt một mình tiết vân cung trầm tường thầm cười khổ được rồi hiện tại lại bốc lên một cái hỏa vân thái tử đến bất quá cái tên này xem ra tựa hồ muốn so với trước cái kia thái tử thông minh quá hơn nhiều hiện tại nhô ra kiếm lợi, không thể thích hợp hơn, đương nhiên. Hắn khả năng không ngờ tới ta lại ở chỗ này đi, trầm Tường đã hái được một ít nọc độc đưa cho tô mị dao cùng bạch u u nghiên cứu. Nhìn các nàng có thể hay không thông qua mấy cái nọc độc làm ra giải độc đan đến. Hiện tại hắn cũng chỉ là đối hai nữ triển khai nhất trọng lĩnh vực thời gian. Điều này có thể cho hắn bảo lưu càng nhiều sức mạnh. Bởi vì chờ một chút nói không chắc cần hắn ra tay, ôi 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 dạ cô lang cũng ở nơi đây thực sự là một con cá lớn nha trước tiết vân đế quốc đế hoàng tiết văn bắc cũng ở chỗ này thực sự là đủ náo nhiệt hỏa vân thái tử bắt đầu cười ha hả bắt đầu từ hôm nay tiết vân đế quốc chính là của ta nằm mơ đi thôi trầm tường lập tức thả ra ba con độc hầu độc hầu lập tức bay nhảy đi qua chỉ là để trầm tường không nghĩ tới lần này hắn thất thủ không thể không nói này hỏa vân thái từ vẫn có chút môn đạo cảm giác được nguy hiểm sau đó trên người bộ kia áo giáp màu đỏ lập tức bùng nổ ra một trận ánh lửa đem tới gần ba con độc hầu toàn bộ đẩy lui trầm tường lập tức để độc hầu trở về cái này áo giáp phi thường lợi hại thả ra rất mạnh hỏa diễm độc hầu nếu như lại đi công kích nói không chắc sẽ bị thương người nào ở đây hỏa vân thái tử đã cảm ứng được có người ngay ở tiết văn bác cái hướng kia trầm tường hiện thân sau đó cười nhạt một cái vô danh tiểu tốt thôi là ngươi cái kia mấy cái hoàng tử cùng sẩn thái tử hô to lên bởi vì bọn họ trước đều gặp trầm tường còn đem tài nguyên đều bị giao cho trầm tường hiện tại bọn họ đột nhiên rõ ràng là chuyện ra sao bọn họ đều bị lừa ngươi đến cùng là người phương nào hỏa vân thái tử lúc này phi thường cảnh giác bởi vì hắn không có mang ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cường giả ở bên người. Mạnh nhất cũng chỉ có bốn cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Cái khác ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong đều đi theo viên lăng vân. Hiện tại đã trúng độc, muốn giải độc cũng không dễ như vậy, đều. Nói rồi, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Trầm tường hít một tiếng, xem dung mạo ngươi người mô người dạng. Làm sao liền nghe không hiểu tiếng người đây? Tiết vân cung là chúng ta ta hiện tại muốn thanh lý hiện trường Ngươi cút nhanh lên đi ra ngoài đi bằng không ta liền ngươi đồng thời thanh lý ha ha hỏa vân thái tử nghe thấy trầm tường thoại nhất thời cất tiếng cười to lên người nghĩ ngươi là ai một mình ngươi ngạo thế thánh cảnh trung kỳ gia hỏa liền dám ở nơi này nói ẩu nói tả ta xem ngươi cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao thanh lý chúng ta hỏa vân thái từ vẫy tay chỉ thấy phía sau hắn một ông già đột nhiên nhằm phía trầm tường nhấc lên một trận cuồng phong trong nháy mắt mà tới cái kia khô gầy tay già đời giường như một thanh cương đao trực tiếp bổ về phía trầm tường đầu lâu hắn dĩ nhiên muốn tay không đem trầm tường đánh giết trầm tường đã là ngạo thế thánh cảnh chung kỳ đỉnh điểm khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ là nửa bước mà thôi bản thân hắn lại nắm giữ cực kỳ lợi hại sáng đạo chú văn như vậy một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ lão già muốn tay không gần người giết hắn quả thực là ý nghĩ kỳ lạ lão quy ngươi trang quá mức trầm tường ra tay tốc độ càng nhanh hơn ai cũng không nhìn thấy hắn tay là vào lúc nào động lên chỉ là nhìn thấy ông lão kia con dao sau khi xuống tới thủ đoạn lại đột nhiên bị trầm tường tay trái nắm lấy ông lão kinh ngạc thời khác muốn ra chân đá hướng về trầm tường chân đã ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo dâng trào đi ra phát sinh ông Minh âm thanh, thế nhưng, hắn ra chân thời điểm. Trầm tường cái tay còn lại đã đánh ra, sáng đạo chú văn tại cánh tay hắn bên trong hoàn thành. Lôi hỏa chấn đãng ba loại sáng đạo chú văn đồng thời dung hợp mà thành. Bùng nổ ra lôi hỏa chấn đãng ngạo thế lực lượng, trầm tường nắm đấm đã đánh ra. Nện ở ông lão lồng ngực, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Sóng nhiệt nương theo sấm sét dâng cháo cái kia khóc cuồng bạo chấn động lực lượng không có bộc phát ra. Nhưng toàn bộ rót vào ông lão kia trong cơ thể, à, ông lão kêu thảm một tiếng. Liền bị trầm tường như ném rác rưởi như thế tung đi. Cả người biến thành một đoàn nhuyễn bùn như vậy ngồi phịch ở mặt đất, mọi người thấy thấy. Không khỏi tê cả da đầu, chỉ là trong nháy mắt một trường. Dĩ nhiên liền đem một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ ông lão đánh cho thịt xương như bùn ông lão kia đã thoi thóp muốn đem thân thể khôi phục tốt thoại nhất định cần rất nhiều năm thời gian ta chính là như thế thanh lý rác rưởi trầm tường vỗ sợ tay nói nói hỏa vân thái tử ngươi thức thời liền đi nhanh lên đi ta chẳng muốn ra tay với ngươi ngươi hỏa vân thái tử giận dữ hắn đường đường hỏa vân đế quốc thái tử lại bị một cái vô danh tiểu tốt cười nhạo hắn có thể nào nhịn xuống cơn giận này Huống chi hắn ra nhiều như vậy lực chống đỡ Viên Lăng Vân, chỉ lát nữa là phải thành công. Hắn càng thêm không thể đi thì lại sẽ làm hắn tổn thất nặng nề. Chương 3398: Tiết cung cấm địa. Dấu lớn ba cái ông lão lập tức nhằm phía trầm tường, ngay ở bọn họ xông lại trong nháy mắt. Trầm tường đem ba con ẩn thân độc hầu thả ra ngoài, độc hầu sau khi đi ra ngoài, trực tiếp vọt đến phía sau của bọn họ này ba cái ông lão cũng cảm ứng được có đồ vật nhanh chóng tiếp cận bọn họ tốc độ phi thường nhanh bọn họ hoảng sợ đồng thời từ bỏ đi công kích trầm tường lập tức tách ra ta ba con độc hầu trầm tường lập tức lên đường chuyển động thân thể nhằm phía khoảng cách hắn người gần nhất ông lão hắn khống chế lục đạo thần kính dùng mặt kính quay về ông lão kia mặt kính thả ra sát trận ngưng tụ một nguồn sức mạnh nguồn sức mạnh này dường như từng thanh sát khí phân tán thần kiếm từ mặt kính dâng trào đi ra trực tiếp bắn chúng ông lão kia chỉ là trong nháy mắt ông lão kia cả người đều là nhìn thấy mà giật mình vết kiếm trên người còn có rất nhiều kiếm đâm ra đến lỗ máu ông lão đến cùng không nổi sống chết không rõ mọi người thấy thấy trầm tường lục đạo thần kính đáng sợ như thế nội tâm càng là sợ hãi không ngớt trầm tường vừa nãy cú đấm kia liền phi thường đáng sợ đem một tên ngạo thế thánh cảnh ông lão đánh cho Nguyễn thành bùn như thế. Mà hiện tại tấm gương kia chỉ là chiếu một cái. Liền để một tên ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ ông lão như tao bách kiếm chém, trầm tường hai tên. Ông lão đối với trầm tường tới nói càng thêm dễ dàng. Lúc này hắn đã để tần xương cùng long tiết di làm tốt ra tay chuẩn bị. Bởi vì hắn lo lắng cái kia hỏa vân thái tử sẽ chạy mất, hắn lại nhiều lần để hỏa vân thái tử cốt đi, nhưng hỏa vân thái tử chính là không lăn, còn muốn để những lão giả này đem hắn giết chết. Vì lẽ đó hắn sẽ không lại cho hỏa vân thái tử cơ hội, trầm tường phóng thích lục đạo thần kính. Hình thành một cái lĩnh vực đem tới gần hắn hai cái ông lão toàn bộ cho nhốt lại, hai người này. Ông lão là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, sức mạnh vẫn là rất mạnh. Trầm tường mặc dù sử dụng lục đạo thần kính sức mạnh cầm cố bọn họ, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu bất quá chỉ cần trong nháy mắt liền được rồi cái kia ba con độc hầu đã tránh khỏi tại này hai tên trên người lão giả nạo mấy lần truyền vào tí thần kỳ độc để bọn họ sụi lơ tại địa lui hỏa vân thái tử hét lớn một tiếng hắn cũng không cưỡi lấy còn lại con cọp kia hồn thú áo giáp phả ra từng trận hỏa diễm hắn dụng hết toàn lực nhằm phía tiết vân cung cửa lớn hỏa vân thái tử vừa nãy mặc dù là tranh một hơi, nhưng hiện tại thấy tình thế không đúng, liền lập tức chạy trốn, điểm ấy cũng khá. Nhưng trầm tường sẽ không cho hắn cơ hội, tần xương đã từ u giao sơn trang bên trong đi ra. Cầm trong tay một cái tử dương thần kiếm, băng hỏa lực lượng phân tán. Ngăn cản hỏa vân thái từ đường đi, cùng lúc đó. Lòng tiết di cầm trong tay trường kiếm màu trắng, quần trắng phiêu phiêu. Nổi bồng bềnh giữa không trung trường kiếm trong tay quay về hỏa vân thái tử đám người kia một trận mãnh phách đánh ra từng đạo từng đạo trắng như tuyết kiếm khí, kiếm khí bay vụt đi qua. Có hóa thành cuồng bạo hỏa diễm, có tránh ra cuồng lôi, có phóng thích băng xương. Có bùng nổ ra chấn động lực lượng. Có thả ra như đao cương phong, lòng tuyết di sức mạnh là nhiều thuộc tính. Nàng bản thân liền là bạch long. Có thể phục chế các loại thuộc tính sức mạnh, hỏa vân thái tử thực sự không nghĩ tới. Đột nhiên sẽ bốc lên hai cô gái đến, một cái còn đại sát tứ phương đem hắn mang đến đám người kia giết trở tay không kịp mà một cái khác lại hết sức hung hăng ngăn lại hắn đến hai cô gái này đều phi thường mỹ lệ hơn nữa cũng phi thường mạnh mẽ đặc biệt long tuyết di lại có thể chống lại loại kia thần bí cấm phi hành lực lượng lơ lửng giữa không trung này bình thường chỉ có phi hành hồn loại mới có thể làm đến mà long tuyết di không có cánh nhưng cũng có thể phi hành thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi long tuyết Di là long, bản thân là có thể phi hành, cũng không cần cánh, có ba con độc hầu gia nhập. Rất nhanh sẽ đem hỏa vân thái tử mang đến đám kia tiểu lâu la cho tiêu diệt. Đều là một ít ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Phi thường ung dung liền giết chết hiện tại, trầm tường, long tiết di. Tần xương cùng ba con độc hầu đem hỏa vân thái tử bao quanh vây nhốt. Hỏa vân thái tử lại không thể phi hành, hắn lúc này không hề đường lui hiện tại hắn phi thường hối hận vừa nãy trầm tường hắn lúc đi không đi. Nhưng hiện tại hối hận đã không kịp các. Người không thể giết ta, bằng không các ngươi được tiết vân đế quốc cũng sẽ phi thường phiền. Phức chúng ta hỏa vân đế quốc sẽ cùng các ngươi không đội trời chung. Hỏa vân thái tử nói nói, xa xa mặt nạ vàng người nói nói, không cần sợ hắn. Hỏa vân thái tử chết đi, bọn họ hỏa vân đế quốc một nhóm lớn hoàng tử sẽ cảm tạ ngươi hơn nữa hỏa vân thái tử cấu kết viên lăng vân cướp nước láng giềng đế vị này bản thân liền là chính hắn có lỗi trước hỏa vân đế quốc thế lực tuyệt đối sẽ không vì việc này mà làm lớn chuyện cùng tiết vân đế quốc chiến đấu này mâu thuẫn bản thân liền là hỏa vân thái tử bốc lên đến nếu như hỏa vân thái tử bị giết vậy cũng là có thể thông cảm được dù sao hắn đi cướp nước khác đế vị đến thời điểm hỏa vân đế quốc bên trong khẳng định có thật nhiều phản đối khai chiến âm thanh bởi vì cuộc chiến đấu này chỉ là quan hệ đến mặt mũi mà thôi nếu như đấu võ lưỡng bại câu thương sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hỏa vân đế quốc lợi ích chắc chắn sẽ không như vậy ta phụ hoàng nhưng là hỏa vân đế hoàng ta một khi chết ở chỗ này hắn sẽ liều lĩnh đến giết chết các ngươi hỏa vân thái tử gầm hét lên hắn cũng biết chính mình tới chỗ này sông đại họa bị người tiêu diệt mà liên lụy toàn bộ Hỏa Vân Đế quốc khai chiến. Hắn phụ hoàng nói không chắc sẽ không làm, coi như làm cũng không có ai bao nhiêu người đồng ý, cái kia là chuyện sau này. Trầm Tường cười nhạt, Tần Xương Tử Dương thần kiếm hơi động. Không trung chỉ để lại một đường cong tròn từ quang tàn ảnh. Cùng với tiêu bay ra ngoài máu tươi, Hỏa Vân thái tử đã bị Tần Xương một chiêu kiếm chém giết. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, hỏa vân thái tử cũng là ngạo thế thánh cảnh. Hậu kỳ thế nhưng đối mặt trầm tường vây quanh, hắn đều không có sức phản kháng. Chỉ muốn dùng hỏa vân đế quốc uy hiếp trầm tường, u dao sơn trang bên trong tô mị dao đã luyện. Chế ra hơn 10 hạt giải độc đan. Nàng đem dao cho trầm tường, trầm tường đem giải độc đan lấy ra đưa cho dạ cô lang mấy người. Bọn hắn, đây là vừa luyện chế ra đến giải độc đan các ngươi thử một chút xem có hiệu quả hay không trầm tường nói nói dạ cô lang bọn họ cũng nhìn thấy trầm tường nhưng là bên người cất giấu hai cái lợi hại nữ nhân bên trong cất giấu một cái luyện đan sư cũng không cái gì kỳ quái chỉ là luyện chế giải độc đan tốc độ cũng quá nhanh đi hoàng hậu cùng đám kia các hoàng tử có thể bị hoảng sợ đến cực điểm bọn họ đều nhìn thấy trầm tường vừa nãy thủ đoạn đón lấy rất có thể sẽ đến phiên bọn họ, tiết lão, những người này ngươi cẩn thận xử lý đi. Trầm tường đối tiết văn bác cười cợt, hừm, cấm địa ở bên kia, chính ngươi đi qua đi, rất dễ tìm. Tiết văn bác chỉ chỉ một phương hướng, chương 3399, truyền tống không được. Dấu lớn cấm địa chính là một ngọn núi nhỏ, núi nhỏ có một hang núi, trong sơn động đen kịt một màu. Không nhìn thấy bên trong có món đồ gì, trầm tường muốn đi vào thời điểm tại khoảng cách núi nhỏ hai ba trượng bên ngoài. Liền bị một nguồn sức mạnh cho ngăn cản, tiếp xúc được nguồn sức mạnh kia thời điểm. Trầm tường cảm giác được thân thể như là bị điện giật một hồi, cả người tê tê, ở. Đây lại có một cái kết giới, ta dĩ nhiên không có phát hiện. Trầm tường rất là kinh ngạc, tại dĩ vãng, nếu là gặp phải kết giới cái gì. Hắn nhất định có thể ngay lập tức phát hiện, nhưng lần này hắn nhưng một điểm đều không có phát giác được phong khả nhi đã bế quan tu luyện đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn trầm tường cũng không thể để cho nàng lập tức đi ra chỉ có thể chính mình trước tiên đi thử nghiệm thử nghiệm hắn sử dụng chính mình sở trường nhất thời không lực lượng tại trước đây hắn dùng loại sức mạnh này đều là có thể phi thường ung dung xuyên qua các loại kết giới nhưng lần này hắn nhưng thất bại tuy rằng thất bại nhưng trầm tường nhưng nhìn thấy một tia hy vọng, bởi vì hắn đang sử dụng thời điểm. Rõ ràng cảm giác được mình có thể mở ra một điểm vô hình vết nứt không gian. Chỉ là hắn lúc này thả ra ngoài thời không lực lượng còn chưa đủ, hắn có một cái không gian ngạo. Thế thánh hồn nhưng cũng phi thường non nớt. Hắn có thể thông qua đạo kia không gian thánh hồn thu được nhất định lực lượng không gian. Nhưng nơi này pháp tắc không gian bản thân liền rất mạnh hơn nữa kết giới cũng có trở ngại chặn lực lượng không gian trận văn. Khó có thể phá tan ta sức mạnh không đủ. Trầm tường đối u giao sơn trang bên trong cô gái nói, các ngươi giúp một chút ta. Đem bọn ngươi phần lớn sức mạnh chuyển vận đến thân thể của ta. Ta thử một chút xem chuyển hóa thành lực lượng không gian sau đó. Có thể hay không xuyên qua kết giới này, tô. Mị giao bạch u u các nàng mấy nữ lập tức phóng thích chính mình sức mạnh mạnh nhất chuyển vận cho trầm tường các nàng vốn là tại trầm tường thần hải trong thế giới các nàng thả ra ngoài sức mạnh rất dễ dàng liền có thể bị trầm tường hấp thu trầm tường hấp thu đến các nàng sức mạnh mạnh mẽ sau đó lập tức liền thôi thúc ra không kém thời không lực lượng đến có hiệu quả trầm tường cau mày không ngừng tăng cường lực lượng không gian hắn cảm giác được kết giới bầu trời vết nứt một chút lớn lên Đầy đủ đi qua một người thời điểm mới coi như thành công, mấy nữ không ngừng phóng thích sức. Mạnh trầm tường điên cuồng hấp thu, đem thông qua chính mình không gian thánh hồn đi chuyển hóa. Đi tăng lớn đạo kia vết nứt không gian, sắp thành công, trầm. Tường muộn quát một tiếng, cuối cùng cũng coi như mở ra đầy đủ vết nứt không gian. Cũng tại lúc này, hắn trong nháy mắt liền đến đến cửa sơn động trước. Hắn đã thành công xuyên thấu cái kia kết giới, thực sự là gian nan nha nếu như không có thời không lực lượng, muốn công phá kết giới này phi thường khó. Cũng chỉ có thể dựa vào man lực. Trầm tường cảm thấy mặc dù là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Muốn mở ra vẫn như cũ phi thường khó khăn, này cũng không giống như là ra ra tác phẩm. Tần Sương nói nói, có thể là ra ra cùng cổ đồng đồng thời liên thủ bố trí, hừm. Bọn họ liên thủ làm ra đến đồ vật thực sự là không đơn giản nha trầm tường thán phục một tiếng đi vào sơn động hắn lấy ra phát sáng thạch rọi sáng điều này có thể để hắn xem ra thoải mái một ít mặc dù không có ánh sáng hắn cũng có thể thông qua chính mình thần thức cảm ứng được đồ vật núi nhỏ cũng không phải rất lớn vì lẽ đó cái lối đi này sẽ không rất sâu thế nhưng đi tới mặt sau sau đó trầm tường lại phát hiện ở phía sau có một cái xoay quanh xuống cầu thang đây là đi về sâu trong lòng đất, loại này cấu tạo hắn cũng đã gặp không ít. Đem truyền tống trận cái gì kiến tạo tại sâu trong lòng đất cũng là một loại cầu ổn cách. Làm tiếp tục đi cũng không cần bao nhiêu thời gian. Trầm Tường liền đến đến một cái trong nhà đá, ở đây quả nhiên có một cái truyền tống trận tiểu. Sương Sương, người đi ra nhìn, muốn làm sao mở ra cái này truyền tống trận. Trầm Tường để Tần Sương đi ra, lúc trước Trầm Tường gặp qua những kia Thái Dương lão tổ kiến tạo truyền tống trận đều có một cái rãnh chuyên môn đặt tinh hoàng thế nhưng cái này truyền tống trận nhưng không có ta tìm xem xem tần sương tuy rằng cũng không phải trận pháp đại sư nhưng nàng ra ra là nàng từ nhỏ cũng đã gặp không ít ra ra nàng bố trí trận pháp muốn làm sao mở ra trận pháp nàng vẫn tương đối hiểu rõ truyền tống trận này chủ yếu vẫn là cổ đồng bố trí không có ông nội ta bố trí đi ra loại cảm giác đó tần sương nói nói chẳng lẽ không có thể mở ra trầm tường có chút bận tâm hắn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này nếu là không cách nào mở ra hắn liền phí công một hồi đương nhiên không phải tần sương lấy ra một cái mộc côn gõ cái này làm bằng đá truyền tống trận không bao lâu trầm tường liền nhìn thấy có một chỗ tại mộc côn gõ xuống sau đó có một chút điểm buông lỏng tuy rằng phi thường là phi thường yếu ớt buông lỏng thế nhưng hắn cùng tần xương đều có thể nhìn ra nơi này lẽ ra có thể cầm lấy đến tần xương nói đạo sau đó nàng lấy tay đặt ở vừa nãy buông lỏng chỗ đó lòng bàn tay thả ra một luồng băng xương để cho mình lòng bàn tay cùng hòn đá đóng băng cùng nhau nàng hướng về lên giơ tay lên đến cũng nhấc lên một khối dày nặng tảng đá lớn đem nàng hòn đá đặt ở bên cạnh nói với trầm tường phía dưới có hay không đặt tinh hoàng địa phương tại hòn đá hai bên có thực sự là một cái phiền phức thiết kế cổ đồng cái tên này liền không thể như thái dương lão tổ như vậy trực tiếp tại trận cơ mặt ngoài mở mấy cái rãnh sao trầm tường nhìn một chút phát hiện lại muốn năm khối tinh hoàng mẹ kiếp lại muốn như vậy tinh hoàng vì bảo đảm ổn định mở ra trận pháp truyền tống trầm tường cũng chỉ có thể thả như tốt nhất tinh hoàng miễn cho phạm sai lầm cổ đồng là một cái theo đuổi hoàn mỹ gia hòa mặt ngoài loang loang lổ lổ hắn khẳng định là không cho phép. Tần Sương đem tảng đá kia thả xuống đi sau đó, vì lẽ đó hắn mới biến thành như vậy. Nếu như không có nhắc nhở, xác thực dường như khó tìm, Tần. Sương có thể tìm tới, cũng là muốn lên trước ra ra nàng trước nói về có một người bày trận. Thời điểm, sẽ đem mặt ngoài làm được rất bằng phẳng rất đẹp. Đem nạm vào năng lượng rãnh đều ẩn giấu đến tốt vô cùng, thật là một quái lạ gia hòa trầm tường khẽ hừ một tiếng, hiện tại có thể mở ra truyền tống trận, hừm. Ta tiến vào U Giao Sơn Trang, điều này có thể giảm bớt truyền tống trận gánh nặng. Có thể càng thêm ổn định nếu như truyền tống đi qua. Người ngay lập tức liền muốn làm tốt ẩn nấp. Tần xương dặn dò, nếu như truyền tống trận ở một cái nơi phi thường nguy hiểm. Trầm tường đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, sẽ phi thường xảy ra nguy hiểm, trầm tường gật gật đầu âm thầm vận chuyển phản sức mạnh một khi thành công truyền tống đi qua. Hắn liền lập tức ẩn giấu đi, tần xương tiến vào u giao sơn trang sau đó. Trầm tường đem thần thức thẩm thấu đến truyền tống trận bên trong. Mở ra truyền tống trận, truyền tống trận lập lè ra từng trận kim quang. Tại một trận mãnh liệt run dày bên dưới. Đem trầm tường truyền tống rời đi, tiết văn bác mới vừa cảm giác được cấm địa bên kia truyền đến chấn động nhất thời cả kinh bởi vì lúc trước sư phụ của hắn cũng là như thế mở ra truyền tống trận trầm tường chỉ là thực lực bây giờ lại liền có thể đi vào cấm địa bên trong đồng thời mở ra truyền tống trận đi tới ngạo thế hồn hà tầng thứ năm trầm tường thành công truyền tống sau đó cảm giác được ổn định lại hắn nhìn kỹ lập tức nghe thấy từng tiếng rít gào a lưu manh từ đâu tới lưu manh nhanh giết hắn trầm Tường sửng sốt, hắn lại bị truyền tống đến một cái rất cạn hình tròn hồ nước. Nơi này có mấy cái chính đang tắm rửa nữ tử. nghìn 3.400, Phệ Tâm Đan. Dấu lớn trầm tường tại truyền tống trước. Tưởng tượng qua chính mình sẽ truyền tống đến đủ loại địa phương nguy hiểm. Hoặc là có người vây xem địa phương, tỉ như quảng trường loại hình. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại loại này hương diễm địa phương, tại cái này hồ nước phía dưới thì có một cái truyền tống trận, cũng không biết làm sao. Sẽ bị người coi như là chỗ tắm rửa, trầm tường vốn là muốn triển khai phản sức mạnh. Nhưng hắn thông thả một điểm, vừa nãy tại trong đầm nước mấy cái ngọc lập mỹ nhân đều dồn dập Đem hắn vây quanh lên, còn ném ra trận bàn đem hắn cả người sức mạnh toàn bộ cầm cố lại, này năm. Cái mỹ nhân trên người khoác mỏng manh quần áo. Cùng uyển chuyển ướt át ngọc thể dính chặt vào nhau, tràn ngập mê hoặc nhưng trầm tường nhưng vô tâm xem xét. Bởi vì này mấy cái mỹ nhân từng cái từng cái đầy mặt sát khí. Cầm trong tay sắc bén thần kiếm, dâm đồ, người đến cùng là làm sao tiến vào. Cầm đầu một cô gái cả giận nói, cô gái này nhất là cao gầy, có một tấm tinh mỹ mặt trái xoan. Mày liễu cong cong nhíu chặt có vẻ vô cùng phẫn nộ cùng cảnh giác các. Vị cô nương, ta vừa nãy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật sự. Trầm tường nói đạo, đây quả thật là là thật sự. Hắn xuất hiện sau đó thì có một đám lớn bọt nước, sau đó liền nghe thấy các loại rít gào. Chờ hắn phản ứng lại, này mấy cái mỹ nhân đã phủ thêm lụa mỏng quần đem hắn vi lên, còn "Muốn ngụy biện, ngươi có biết chúng ta là người nào sao? Lại tới đây nhìn trộm, trực tiếp giết ngươi cũng lợi cho ngươi quá rồi." Một tên mắt phượng cô gái quyến rũ nói đạo, nàng ngực mặc dù là này mấy cái nữ tử bên trong ít nhất nhưng cũng vô cùng hùng vĩ trầm tường lúc này muốn giải thích xác thực rất khó hắn cũng có thể hiểu được mấy cái mỹ nhân dù sao đang tắm thời điểm đột nhiên bốc lên một người đàn ông đến nhất định sẽ làm cho các nàng phi thường nổi giận ta thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta đột nhiên từ phía dưới nhô ra không nhìn thấy bất cứ thứ gì các ngươi liền mặc quần áo tử tế trầm tường bất đắc dĩ hít một tiếng đại tỷ hắn thật giống nói chính là thật sự một tên xem ra khá là ngây ngô tú lệ nữ tử thấp giọng nói nói, đừng. Nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, mục đích rất rõ ràng. Người nào không biết nơi này là phụ hoàng ngự ban cho chúng ta ngũ tỉ muội Cái kia chân dài nhất cao nhất đại tỷ cả giận nói. Nàng khống chế thanh kiếm kia trôi nổi đi qua, chặn lại trầm tường yết hầu, dâm. Tặc người đã bị chúng ta dùng trận bàn cầm cố, người đã không thể động đậy nếu là không cố gắng phối hợp chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí được rồi các ngươi muốn ta làm sao phối hợp các ngươi trầm tường vô cùng bất đắc dĩ nói ngươi là làm sao đi tới nơi này đàng hoàng nói cho chúng ta chân dài nữ tử lớn tiếng chất vấn trầm tường hiện tại mới phát hiện nơi này hóa ra là một cái lỏng núi khả năng bởi vì cái này truyền tống trận duyên cớ vì lẽ đó hình thành hồ nước sau đó có thể tụ tập rất nhiều năng lượng ở bên trong nước trầm tường lúc này ngâm ở bên trong nước liền có thể cảm giác được nồng đậm cuồng hồn lực lượng hơn nữa còn phi thường ấm áp hơn nữa một luồng thấu người tim gan nữ tử mùi thơm cơ thể xác thực phi thường hưởng thụ nha đầm nước này phía dưới là một cái cổ xưa truyền tống trận trầm tường nói nói ta là từ ngạo thế hồn hà tầng thứ ba tới được ta ở nơi đó tìm tới một cái cổ xưa truyền tống trận sau khi mở ra liền có thể đi tới tầng thứ năm nhưng ta trước đó cũng không biết các vị cô nương ở đây bằng không ta cũng sẽ không mở ra truyền tống trận tới được tòa này thủ vệ nghiêm ngặt vô cùng nghiêm mật bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đều có kết giới vì lẽ đó này ngũ tỉ muội mới phi thường yên tâm khắp nơi trong này phao táo nhưng trầm tường đột nhiên nhô ra làm cho các nàng khó có thể tin như vậy nghiêm mật phòng hộ lại còn bị người xông tới cho nên bọn họ muốn biết rõ là xảy ra chuyện gì ta không tin chân dài nữ tử lạnh lùng nói không tin liền đem nơi này thủy làm làm các ngươi nhìn kỹ một chút liền biết rồi trầm tường nói nói nếu như vẫn là không tin ta liền đem các ngươi truyền tống đến ngạo thế hồn hà tầng thứ ba đi cái này hồ nước các nàng thường xuyên đến hơn nữa rất cạn chỉ là đến bên hông mà thôi các nàng chân đạp ở phía dưới đương nhiên có thể cảm ứng được một ít lồi lõm linh văn các nàng chỉ cho là vì tăng cường hồ nước hồn lực mới làm ra đến trầm tường lúc này vẫn phải là thành thật một chút bởi vì nay mấy cái nữ tử đều rất mạnh bằng không cũng không thể trong nháy mắt liền hạn chế hắn phản ứng phi thường nhanh cũng đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ nhị muội đem thủy lấy đi ta ngược lại muốn xem xem chân dài nữ tử nói nói cái kia nhị muội chính là mắt phượng cô gái quyến rũ chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên trong đầm nước thủy liền trôi nổi lên sau đó tiến vào trong tay nàng một cái bình ngọc bên trong mở ra truyền tống trận chắc là cần thả vào năng lượng đi vạn đạo thần thổ tinh hoặc là tinh hoàng loại hình nhưng nơi này cũng không có rãnh chân dài nữ tử nói nói để ta động ta liền chứng minh cho các ngươi xem trầm tường nói 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 vậy các ngươi đối cái này hồ nước hết sức quen thuộc mà ta nhưng là lần đầu tiên tới nơi này nhưng các ngươi khẳng định không ta đối cái này truyền tống trận hiểu rõ nhiều lắm mấy cái nữ tử để trận bàn hình thành một cái phong ấn đem trầm tường phong ấn tại cái này ao hố dưới trầm tường học tần xương trước như vậy thả ra băng hàn lực lượng để cho mình tay cùng mặt đất một khối có chút buông lỏng hòn đá đóng băng cùng nhau sau đó giơ tay đem khối cự thạch này cầm lấy đến các ngươi xem trầm tường đem khối cự thạch này giơ lên đến bên trên ao hố chính là thả vào tinh hoàng bởi vì kiến tạo truyền tống trận người là một cái theo đuổi hoàn mỹ người vì lẽ đó hắn không muốn để cho loại này ao hố xuất hiện tại truyền tống trận mặt ngoài phá hoại toàn thể vẻ đẹp mới sẽ như vậy cấu tạo trầm tường hiện tại có chút cảm tạ cổ đồng làm như vậy rồi bằng không hắn còn không biết muốn chứng minh như thế nào mới tốt mấy cái nữ tử đều không nói. Lời nào, các nàng tuổi còn trẻ liền có thể cường đại như vậy. Hơn nữa trong miệng còn có một cái phụ hoàng cái gì, quá nửa là một cái đế hoàng con gái. Trong tay lại có các loại phi thường lợi hại thần khí. Có thể thấy được các nàng đối với trận pháp cái gì cũng vô cùng hiểu rõ, hiện. Tại các ngươi không tin ta cũng không có cách nào nếu như muốn cho ta đem các ngươi truyền tống đến ngạo thế hồn hà tầng thứ ba. Ta có thể cần vài cái tinh hoàng, ta từ phía dưới truyền tống tới, đã dùng hết. Hơn nữa đến thời điểm lại phải đem các ngươi truyền tống trở về. Còn phải tiêu hao mấy cái tinh hoàng, tới tới lui lui chính là 10 cái, trầm. Tường than thở, nếu như các ngươi vẫn là không tin, vậy liền đem ta giết đi. Hắn đem tảng đá kia trở về ao hố sau đó, sau đó an vị trên mặt đất một mặt nhận mệnh dáng dấp nội tâm hắn đương nhiên không phải như vậy nhận mệnh hắn vẫn có biện pháp có thể chạy trốn chỉ có điều vậy cần một phen khí lực thực sự không được hắn mới sẽ làm như vậy bây giờ làm tốt cách làm chính là tận lực cùng này mấy cái nữ tử giải trừ hiểu lầm bằng không cùng các nàng phát sinh xung đột kinh động người bên ngoài hắn sẽ khá phiền phức này mấy cái nữ tử lơ là trong ánh mắt có giao lưu chắc là đang sử dụng truyền âm cái gì thảo luận xử trí như thế nào trầm tường, trầm tường sau. Khi nhìn thấy, cũng cảm thấy có hy vọng, kiên trì chờ đợi, ăn cái này. Cái kia chân dài nữ tử vứt cho trầm tường một hạt màu đen viên thuốc, đây là cái gì? Trầm tường tiếp được sau đó, không có lập tức ăn, một. Hạt phệ tâm đan, ngươi ăn sau đó, nếu là có nói lời nói dối. Trái tim của ngươi sẽ gặp con kiến cắn xé nỗi đau chân dài nữ tử nói nói, ngươi ăn sau đó, chúng ta sẽ hỏi ngươi vấn đề. Đến thời điểm ngươi có thể muốn thành thật trả lời.